chương 1821, vì sao không quên được, quân thường tiếu cũng là theo thương hải hệ tới, cho nên nhìn thấy bố cáo về sau, tự nhiên so sánh lưu ý, không nhìn còn khá, xem xét giật mình, vô địch, giải lăng giao, đối với cái tên này, quân thường tiếu cùng các đệ tử đều có ấn tượng, dù sao trước đó không lâu từng cùng dạ tinh thần từng có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan, không thể nào, tô tiểu mạc khó có thể tin nói, cùng dạ sư đệ có gút mắt nữ nhân thế mà đoạt giải quán quân, có thể hay không cùng tên. Lý Phi nói, mọi người rất khó tin tưởng giải lăng giao có thể đoạt được thương hải hệ chính thức thi đấu vô địch, bởi vì bọn hắn nhớ đến lúc ấy đến vạn cổ hào lúc, nữ nhân kia tự hồ cũng không quá mạnh, cao nữa là thì chuyển đang cảnh, hẳn là cùng tên, quân thường tiếu cũng không cho rằng giải lăng giao có đoạt giải quán quân thực lực, chưa hẳn, hệ thống nói, trước khi đi, ký chủ cho nàng không ít tư nguyên, đổi lại người bình thường mấy đời mấy kiếp cũng khó khăn thu hoạch được quân thường tiếu nâng cầm lên nói có đạo lý lại nói hệ thống lại nói chỉ cho nhà ngươi đệ tử có thể nhanh chóng tăng cao tu vi không cho phép người ta gặp phải kỳ ngộ gì a à. ba quân thường tiếu vỗ tay một cái lời thề son sắt nói bị ngươi kiểu nói này tuyệt đối cùng tên ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hệ thống gầm thét lên ta là rất nghiêm túc tại cùng ngươi phân tích Quân thường tiếu biểu lộ nghiêm nghị nói, ta cũng rất nghiêm túc, đi đại gia ngươi, lại cho ta chửi một câu thử một chút, đi đại gia ngươi, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Cẩu thẳng không lo được ngay tại trên đường phố hành tẩu, trực tiếp một thanh bóp lấy cổ mình làm, nam nhân, liền nên hung ác một chút, hiện chất làm sao đây là, cố tiền bối chớ hoảng sợ, đây là nhà ta tông chủ đặc thù tu luyện phương thức, các đệ tử nhìn nhiều quân thường tiếu tự mình hại mình hành động, đã sớm có thể sử dụng tâm bình tĩnh đi đối đãi thậm chí âm thầm nghĩ tông chủ đột phá thiên cơ cảnh có phải hay không thì cùng lâu dài bóp cổ có quan hệ vì thế hà vô địch quyết định bắt trước, mãi đến bóp thở không nổi lúc này mới vội vàng đưa tay cũng ở trong lòng cảm khái nói tông chủ quả nhiên không phải không phải tầm thường ta không kịp vậy uy vừa đi ra cổng thành kiếm tiểu hồng theo đuổi theo phía sau hắn đầu tiên là ngăn tại quân thường tiếu trước mặt sau đó bóp lấy eo nói chúng ta không phải đã nói a à muốn để Chu Hồng cùng ta hồi quy cư giới, kém chút quên, quân thường tiếu vỗ óc một cái, sau đó nhìn về phía Chu Hồng nói, kiếm cô nương đã nhiệt tình như vậy, ngươi cũng đừng chối từ, không ngại cùng với nàng đi chuyến quy cư giới đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, Chu Hồng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy tông chủ cười tủm tỉm bộ dáng, sửa lời nói, đệ tử tuân mệnh, kiếm cô nương, quân thường tiếu quay đầu lại, cười nói, ta cái này đệ tử luyện kiếm luyện ngốc, sợ đi thời điểm cho ngươi thêm phiền phức, không bằng từ bổn tọa tự mình đưa qua. quy cư kiếm thánh khẳng định đệ nhất ngưu nhân a à. đệ tử bái nhập hắn môn hạ là cơ duyên, chính mình may mắn kết bạn đồng dạng là cơ duyên. hệ thống nói ký chủ lại muốn ôm bắp đùi không thể kiếm tiểu hồng quả quyết cự tuyệt nói gia gia của ta không thích ngoại nhân càng càng không thích mặt trắng nhỏ tốt a à. quân thường tiếu nhìn về phía chu hồng nói có thể cùng kiếm cô nương đi ngoặc kép chấm 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 kép. Chu Hồng ra khỏi hàng, theo kiếm Tiểu Hồng rời đi. Bất quá, trước khi đi, nghe quân thường tiếu truyền âm nói, bổn tọa cho ngươi thời gian 2 năm, 2 năm sau trở về độ thiên giới. Vâng, cứ như vậy, Chu Hồng đi, vốn là không có nhiều ống kính hắn, triệt để ở vào treo máy lo gút trạng thái. Đưa mắt nhìn đệ tử bóng lưng dần dần trong đám người biến mất, quân thường tiếu ý vị thâm trường nói, Hồng, hai năm sau trở về, cho bổn tọa một kinh hỷ, đi. Tổ thẳng đánh cái búng tay, mang đệ tử được hướng một hướng khác, đi đến nửa đường, đột nhiên dừng lại, quay đầu gầm thét lên, nữ nhân kia nói người nào là mặt trắng nhỏ đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử im lặng, tông chủ hôm nay phản xạ cung hơi dài, chấm chấm chấm. Hưu, vạn cổ hào xuyên phá không gian hàng rào, dung nhập vô tận trong vũ trụ, khoảng cách vũ trụ thánh chiến chung kết còn có 2-3 năm, quân thường tiếu sau đó dự định ở tạm độ thiên giới toàn lực bồi dưỡng đệ tử tăng lên cảnh giới. Lần này chính thức thi đấu, đệ tử biểu hiện không tệ, thành tích cũng còn tại có thế tiếp nhận phạm vi, nhưng tương tự bại lộ một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là trừ đệ tử hạch tâm bên ngoài, đệ tử của hắn có chút kéo hán, Tỷ Tỉ như, tỉnh tri hiểu cùng mau tiểu đạo, chung kết mới thật sự là tàn long ngọa hổ. Quân thường tiếu ngưng trọng nói, nếu như đệ tử tại mấy năm này không có so sánh đại đột phá, chỉ sợ rất khó ôm đồng 20 người đứng đầu hệ thống nói, ngươi đệ tử liên tiếp ngược lăng lệ, cũng coi như đem thiên ma hoàng đắc tội, không nói cho ngươi trong bóng tối chơi ngán chân, chờ chung kết lúc, khẳng định sẽ tận lực chỉ đối, đúng vậy a, à. quân thường tiếu nói, cái kia gia hỏa còn có 80 cái con nuôi, mấy năm sau chung kết đối thanh dương bọn họ tới nói chỉ sợ là tràn ác chiến, hắn không có bởi vì lăng lệ bị đệ tử cuồng loạn, mà thành đi xem thường thiên ma hoàng bản thân, huống chi, chính thức thi đấu công nhiên uống thuốc ban tổ chức mặc kệ không hỏi, nói rõ đối phương có đại năng lượng, may ra có vạn cổ giới cất tại thể nội, quân thường tiếu vui mừng nói, nếu không, ta còn thực sự có chút không dám trêu chọc cái kia gia hỏa đây, luôn luôn không sợ trời không sợ đất cẩu thẳng lại có theo tâm tính độ, cái này thực sự có chút ra ngoài ý định nha, ký chủ chính là bởi vì có vạn cổ giới, lại không thể không đi đối địch với hắn. Hệ thống nói, cho nên ta mới hy vọng đệ tử càng nhanh mạnh lên, chờ có đầy đủ hơn phân nửa bước cùng thiên cơ cảnh, sao lại sợ hãi cái gọi là thiên ma hoàng. Quân thường tiếu có thể sợ, nhưng tuyệt sẽ không sợ đến cùng, chỉ cần có tư bản cùng đối phương khiêu chiến, khẳng định chiến đến cùng. Chấm chấm chấm, thanh viễn hệ, đồng dạng tại tổ chức tinh hệ chính thức thi đấu, oanh, trên đài giao đấu, tiếng đổ vang nổ tung, giống như cameo sóng năng lượng đột nhiên đập vào tại ở mép phòng ngự kết giới phía trên, sinh ra lít nha lít nhíp vết rách, phốt, phốt, phụ trách vững chắc mười mấy tên trận pháp sư ào ào thổ huyết bay ra khán giả kinh khủng đứng lên nhìn hướng phía dưới đổ sụp giao đấu đài nhìn về phía đêm đối thủ động đâm thủng ngực kẻ dự thi da đầu đều nổ tung vũ trụ thánh chiến thanh viễn hệ chính thức thi đấu vô địch lăng uyên rung rẩy thanh âm tại ngoài đài thi đấu vang lên cắt lăng uyên đưa tay theo chỗ ngực vương ra nóng trực huyết dịch tung tóe trên mặt đất khinh thường nói nghĩa phụ đại nhân vì sao không phải để cho ta tới tham gia nhàm chán như vậy trận đấu đâu còn có lăng lệ lại không có cầm xuống vô địch quả nhiên là cái phế vật hắn đi xuống giao đấu đài thậm chí ngay cả cúp cùng khen thưởng đều không lĩnh liền đi tương tự một màn còn tại hắn tinh hệ xuất hiện bình thường thiên ma hoàng phái đi con nuôi đồng đều không chút huyền niệm cầm xuống vô địch nếu như hình dung đó chính là nhiều đường tác chiến toàn diện nở hoa thực lực mạnh mọi người tán đồng thế nhưng là vừa ra tay thì đưa người vào chỗ chết cũng quá mức tàn nhẫn. Chấm chấm chấm. Thương hải hệ, giải lăng dao ngồi ở trên ngọn núi, trong tay nàng chặt siết chặt một khối mảnh vải, theo nhan sắc xem ra, hiển nhiên là vạn cổ tông trên giáo phục tay áo, dạ tinh thần, giải lăng dao ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận bầu trời, lửa giận dâng lên đuôi lông mày nói, ta sẽ tại trận chung kết giết ngươi. Vạn cổ hào dạ tinh thần đồng dạng đang nhìn hướng ngoài cửa sổ tinh không, trong lúc lơ đảng hồi tưởng lại lúc trước phát sinh sự tình, Nhất thời có cảm giác các đức không được ký ức Đáng giận Vì sao không quên được Chương 1822 Thua chẳng khác nào mất đi hết thảy Quân thường tiếu đem người trở về độ thiên giới Tỉnh chờ mấy năm sau vũ trụ thánh chiến chung kết Có quan hệ vạn cổ tông Đệ tử hào chiếm 20 danh ngạch tin tức Cũng như kình phong giống như bao phủ Các đại tinh hệ Trở thành thế nhân nghị luận tiêu điểm Kỳ trước trận đấu Đồng môn dắt tay tấn cấp chỗ nào cũng có Nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến chung kết quả thật trước đó chưa từng có cái này cái tông môn cần thiết phải chú ý không thể phớt lờ chung kết nếu như gặp phải cần phải nghiêm túc đối đãi các hệ thế lực lần lượt thu hoạch được thương vân hệ bên kia chính thức thi đấu tình huống lập tức đối vạn cổ tông sinh ra độ cao cảnh giác không chỉ là tấn cấp đệ tử quá nhiều càng lớn nguyên nhân ngay tại ở thiên ma hoàng con nuôi cũng tham gia thương vân hệ chính thức thi đấu bị cái kia tông môn đệ tử luân phiên đánh bại vận khí kém chút khả năng đều không thể giết vào chung kết Thắng thua rất bình thường, nhưng thua là thiên ma hoàng con nuôi thì không bình thường. Căn cứ mọi người thu hoạch được tin tức, thiên ma hoàng hơn 80 cái con nuôi toàn phân phối đến các hệ tham chiến, đều không ngoại lệ đều thu hoạch được vô địch, duy chỉ có xuất chiến thương vân hệ lăng lệ thất bại. Có thế theo tinh hệ chính thức thi đấu trổ hết tài năng, không có người cho rằng là dựa vào vận khí, lại đem thiên ma hoàng con nuôi hung hăng dẫm tại dưới chân, đủ để chứng minh vạn cổ tông đệ tử có thực lực, cái này cái tông môn rất nguy hiểm nhất định phải nghiêm túc đối đãi nhất định phải toàn lực ứng phó trước kia quân thường tiếu mang đệ tử đi tham gia cái gì trận đấu đều sẽ bị chế giễu mỉa mai hiện tại ngược lại tốt chung kết còn chưa bắt đầu liền thành mọi người kiên kỵ nhất tồn tại đương nhiên các hệ võ giả cũng nhận định vạn cổ tông hướng phía sau thời gian không biết tốt hơn dù sao thiên ma hoàng nhiều như vậy con nuôi đều tại cái này muốn tham gia chung kết nhất định bị gắt gao chỉ đối chấm 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 oanh rộng rãi trong đại điện Lăng lệ trực tiếp đụng ở trên vách tường, như bùng nhão giống như nằm xuống, ngươi, còn có mặt mũi trở về. Lạnh lẽo âm u âm thanh vang lên, nghĩa. Nghĩa phụ. Lăng lệ khó khăn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn nói, mời lại. Cho ta một cơ hội, nếu như có thế theo ma uyên cốc còn sống đi ra, vi phụ thì lại cho ngươi một cơ hội. Âm lãnh thanh âm truyền đến, nghe đến ma uyên cốc ba chữ, Lăng lệ ánh mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ, có điều rất nhanh lại kiên định nói, đa. Đa tạ nghĩa phụ, đi xuống đi, lăng lệ nỗ lực đứng dậy, khó khăn đi ra đại điện, đây không phải nghĩa phụ đại nhân coi trọng nhất con nuôi A. À. Làm sao lại chật vật như vậy A? À? Mới đi ra, một tên tựa ở cây cục trước người trẻ tuổi ôm tay cười lạnh nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lăng lệ không nói, lão đảo tiến lên hiện tại hắn đã sớm không có tham gia chính thức thi đấu lúc cái kia cổ ngạo khí xác thực nói đang bị lục thiên thiên hai lần chà đạp bị hà vô địch một quyền miễu sát triệt để đánh hắn tôn nghiêm tựa như dưới trời chiều một đầu tại liếm vết thương bệnh lan ta đã sớm nói lại có một người thanh niên đi tới châm chọc khiêu khích nói con hàng này khó thành đại khí nghĩa phụ hết lần này tới lần khác tin cậy nhất hắn sự thật chứng minh chúng ta những người này tùy tiện chọn một đều mạnh hơn hắn Ngồi tại rào trắng thượng vũ giả nói, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thiên ma hoàng con nuôi, xuất hiện tại đại điện bên ngoài, hiển nhiên là đến cố ý nhìn lăng lệ chuyện cười, không có cách nào, đều theo ác liệt hoàn cảnh sống sót, dựa vào cái gì bị khác nhau đối đãi, dựa vào cái gì không chiếm được tình thương của cha, đối mặt nghĩa huynh để châm chọc khiêu khích, lăng lệ không nói chuyện, kéo lấy tàn bại thân thể dần dần biến mất tại trong tầm mắt, hắn là thiên ma hoàng coi trọng nhất con nuôi, đã từng phong quang vô hạn, mà chờ thất bại về sau, hết thảy cũng đều hoàn toàn biến mất. Chấm chấm chấm. Rừng trúc tiểu viện, một tên thanh tú nữ tử ngay tại chỉnh lý dược tài. Két, lúc này, lăng lệ đẩy cửa vào, cũng nhịn không được nửa co quắp trên mặt đất. Bị lục thiên thiên lần thứ hai cùng loạn, lại bị nghĩa phụ oanh nhất trưởng. Thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, có thế theo ngoại viện đi đến nội viện đã rất không dễ dàng. Lăng lệ, thanh tú nữ tử để xuống cái sọc, bối rối đi tới nói, ngươi làm sao, không có không có việc gì, lăng lệ khóe miệng khó khăn gạt ra mỉm cười, sau đó bất tỉnh đi. chấm chấm chấm. Ta thực vật, người nào đều không cho đoạt, ẩm ướt tối tâm hoàn cảnh bên trong, một tên hài đồng cầm lấy gậy gỗ che chở sau lưng mấy khối mốc meo thực vật, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý. Ngoài đồng, đứng đấy hơn 10 tên đồng dạng quần áo không chỉnh tề, đầy người dơ bẩn hài đồng, lên, một người quát, mọi người phấn đấu quên mình tiến lên. Những thứ này nguyên bản có hạnh phúc tuổi thơ hài tử giờ phút này lại làm sinh tồn không thể không chém giết. Đạp, đạp, nửa canh giờ về sau, cầm gậy gỗ hài tử đi tới. Hắn tuy nhiên đã là mình đầy thương tích, nhưng hai tay gắt gao ôm lấy trong ngực thực vật, không tệ. Lúc này, một cái rộng thùng thình hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, vui mừng nói, ngươi có tư cách làm ta con nuôi. Cẩn nhi, dẫn hắn đi liệu thương, đúng, chủ nhân. Một tên tuổi chừng 13-14 nữ hài ôm lấy cái đứa bé kia, đưa đến rừng trúc tiểu viện trị liệu ta gọi một cẩn, ngươi đây, há, đúng, chủ nhân còn không cho ngươi đặt tên đây, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Liệu thương đoạn thời gian kia, hài đồng thủy chung trầm ngâm không nói, dù là một cẩn một lại chủ động tìm hắn nói chuyện phím, chúc mừng, nghĩa phụ ban tên cho, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi lăng lợi, lợi hại lệ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Lăng lệ vẫn như cũ không nói, thương thế tốt lên sau rời đi rừng trúc tiểu viện bắt đầu tiếp nhận nghiêm khắc nhất võ đạo tu luyện mãi đến sau tới một lần lần bị thương lần lượt bị đưa tới ngươi tại sao lại thụ a à, lần này thương tổn càng nặng cần điều dưỡng mấy tháng này này thương tổn còn chưa tốt ngươi sao có thể xuống giường quá khứ trí nhớ ở trước mắt không ngừng lắc lư mãi đến thân thể truyền đến nhói nhói cảm giác mới khiến cho lăng lệ trở lại hiện thực nhìn về phía chính đang vì mình băng bó vết thương nữ nhân ta nghe người khác nói một cẩn một bên vì hắn bó thuốc một bên ôn nhu nói ngươi đi tham gia thương vân hệ chính thức thi đấu không có đoạt giải quán quân từng lăng lệ nói lần này thua lần sau thắng trở về một cẩn cười an ủi ngươi cũng không cần để ý như vậy tại nghĩa phụ trong mắt ta chỉ có thể thắng không thể thua lăng lệ nói tại trong mắt những người kia ta thua cũng là sỉ nhục ai để ngươi là chủ nhân coi trọng nhất con nuôi bọn họ đều ngóng trong ngươi xảy ra chuyện đây thoa hảo dược về sau một cẩn một vừa sửa sang lại chữa bệnh công cụ, một bên cười nói, thân ngươi xương cốt cứng trắng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn, bao lâu, nửa tháng đi, còn kịp đi ma uyên cốc, loay hoay bình thuốc tay đột nhiên ngưng kết, một cẩn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cả kinh nói, ngươi muốn đi ma uyên cốc, từng, lăng lệ gật đầu, ngươi điên sao? Một cẩn quát lớn, đây là nghĩa phụ mệnh lệnh, lăng lệ nói, ta không thể cầm xuống vô địch, chỉ có tại ma uyên cốc sống sót mới có thể thu được cứu rỗi cơ hội, không được, mục cẩn đứng lên, nói, ta đi cầu chủ nhân, lăng lệ kéo nàng lại tay, nói, nghĩa phụ tính khí ngươi không hiểu, ngoặc chấm, chấm chấm ngoặc kép, mục cẩn đứng tại chỗ, nước mắt rơi như mưa nói, ngươi đi vào sẽ chết, nghe đến nàng thúc thích, lăng lệ tâm ẩn ẩn đau, tin tưởng ta, nhất định có thế còn sống trở về, chấm chấm chấm, vào lúc ban đêm, Lăng Lệ giữ im lặng rời đi rừng trúc tiểu viện, được đến đơn giản trị liệu, thương thế có chuyển biến tốt, hắn phải nhanh một chút tiến về Ma Uyên cốc, mau chóng thu hoạch được nghĩa phụ tha thứ, Mục Cẩn không có ngăn đón, bởi vì, nàng người không tại rừng trúc tiểu viện, mà chính là quỳ tại chủ nhân bên ngoài thư phòng, cầu xin đừng cho Lăng Lệ đi Ma Uyên cốc, Cẩn Nhi, ngươi đối Lăng Lệ động tình, chủ nhân ta, nếu như hắn có thể còn sống theo Ma Uyên cốc trở về, bản hoàng sẽ đích thân vì hai người các ngươi cử hành hôn lễ, một cẩn ngạc nhiên, bất quá, vội vàng nói, ta không xa xỉ có thể cùng lăng lệ thành hôn, chỉ hy vọng chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng cho hắn đi ma uyên cốc, dù là dùng mệnh ta đến vì hắn đổi lấy một lần cứu rỗi cơ hội, ngươi nguyện ý vì hắn mà chết, nguyện ý, chương 1823, không thể để cho cậu qua bước cẩu thẳng theo gót, độ thiên giới, vạn cổ hào sóng yên biển lặng rơi xuống, các loại tấu nhạc vang lên. Giờ này khắc này, tinh hải minh quân nhạc đội sắp hàng chỉnh tề, ra sức thổi kéo đàn hát hoang nên anh hùng khải hoàng. Cạch, cửa khoang chậm chậm mở ra, khí lãng lan tràn ra, vạn cổ tông tông chủ quân thường tiếu mang theo phu nhân hoa hồng đi xuống. Đầu tiên là mỉm cười tiếp nhận bọn nhỏ đưa tới hoa tươi, sau đó hướng nên đón nhiệt tình quần chúng vất tay gây nên lấy cảm tạ, không hề nghi ngờ. Chỉ huy vạn cổ tông đệ tử tham gia chính thức thi đấu, dũng đoạt 20 cái chung kết danh ngạch hắn bị độ thiên giới xem là anh hùng quân tông chủ bành phó minh chủ giơ ngón tay cái lên nói lợi hại vẫn được vẫn được quân thường tiếu khó được biểu hiện đê điều cùng ngày vì chúc mừng vạn cổ tông đại thắng mà về cố thiên tinh tại tinh hải minh tổ chức một trận long trọng yến hội các phương ngang ngược cũng đều may mắn được mời tham gia lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người lấy trang phục chính thức theo tông môn tham gia trên yến tiệc mỗi lần có cường giả mời rượu đồng đều lấy kỳ tài ngút trời nhân tài mới xuất hiện, đến ca ngợi bọn họ, đệ tử bị khen, quân thường tiếu tặc có mặt mũi, cho nên, tâm tình khoái trá hắn, triệt để buông ra tử lượng, sau đó bị nhấc trở về, dạ tinh thần cũng uống không ít, tuy nhiên đổi một bộ thân thể để hắn không còn là tử đạo chí tôn, nhưng đi qua nhiều năm rèn luyện, đã từng bước thích ứng tới, trên thực tế, lần này tới tham gia diễn tập, dạ đế là muốn uống say, dù là thất thố chạy đến linh thú phong cũng không quan trọng, tối thiểu có thể nhất túy giải thiên sầu, từ khi tại màn sáng phía trên nhìn thấy giải lăng giao tên, dạ tinh thần tâm tính thì loạn, càng không đi nghĩ, càng xuất hiện, càng nghĩ quên, càng rõ mồn một trước mắt, khó chịu, xoắn xuýt, thậm chí tại yến hội sau khi kết thúc, dạ tinh thần lẻ loi một mình đứng ở trên núi, phát sinh ở thiên diễn giới sự tình lại một lần dâng lên thức hải, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, chấm chấm chấm. Hôm sau, Hà vô địch tiến vào thiên cơ bí cảnh, Tại vạn cổ giới cường hãng thiên địa thuộc tính hung đúc dưới, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cảnh giới không có thực chất tính đột phá, cho nên muốn bước vào càng cao, nhất định phải ỷ vào cái đồ chơi này. Tới chậm, thiên cơ bí cảnh đều chật ních, có giả tinh thần, có tiêu tội kỹ, có long tử dương chờ đệ tử hạch tâm. Bọn họ kẹt tại đỉnh phong tầm chân cảnh đều thật lâu, đại sư tỷ đã có thể đột phá, chính mình nhất định cũng có thể làm được. Thiên cơ bí cảnh tuy nhiên mạnh, nhưng có hạn chế, Duy Đỉnh Phong tầm chân cảnh mới có thể vào, cho nên đã định trước có rất nhiều trong ngoài nhóm đệ tử chỉ có thể trong mòn con mắt, có một chút rất kỳ quái. Đại bộ phận đệ tử hạch tâm đều tới tu luyện, Duy chỉ có không thấy tô tiểu mạc, ân, người khác ngay tại giới luật đường, đến mức nguyên nhân, tự nhiên cũng là chính thức thi đấu phía trên cố ý tưới nước. Đồng dạng bi thảm còn có tỉnh tri hiểu cùng mau tiểu đạo, hai người lại một lần cầm lấy bàn chải cùng cái sẻn tiến vào nhà xí. Theo sự kiện này cũng chứng minh, cẩu thẳng nói được thì làm được, nói phạt thì phạt, tuyệt không nhân nhượng, chấm chấm chấm. Hô, trong thư phòng, quân thường tiếu mở to mắt, bước vào thiên cơ cảnh về sau, mỗi lần tỉnh tọa tu luyện, đều sẽ cho hắn một loại linh hồn lên trời cảm giác, bất quá, lên tới chỗ cao nhất, lại bị lực lượng nào đó áp xuống tới, của lực lượng kia thì giống như không thể kinh nhận thần lực, tùy ý cẩu thẳng lần lượt mặt dày mày dạng xông vào, đều không có hiện ra bất luận cái gì sơ hở tới, thúc, chuyện gì xảy ra quân thường tiếu tìm tới cố thiên tinh, đem chính mình gặp phải tình huống nói ra, rất bình thường, cố đại thúc nói, loại tình huống này ta cũng có, nghe nói chỉ cần đột phá cái kia nặng trở ngại mới có tư cách bước vào con đường vĩnh sinh, ồ, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, trở ngại trên linh hồn thăng lực lượng thông hướng cảnh giới cao hơn, cố thiên tinh lắc lắc đầu nói, xác thực nói là thông hướng càng cao tầng thứ thế giới, thậm chí truy cầu vĩnh sinh bất diệt, vĩnh sinh bất diệt, quân thường tiếu mò sờ cầm nói, để người say mê hắn cũng là tục nhân nếu như tại phải chết vong sinh tồn quy luật dưới khẳng định càng muốn đi tìm kiếm vĩnh sinh ba cố thiên tinh để xuống một chồng thật dày văn kiện nói các hệ tấn cấp chung kết tuyển thủ bản danh sách ta đã cho ngươi vơ vét tới phía trên đơn giản ghi lại thực lực bọn hắn cùng năng khiếu nhiều để đệ, đệ tử giải giải tốt làm đến biết người biết ta thúc có lòng quân thường tiếu tương đương án thu nhập không gian giới chỉ nói ta cái này liền trở về nghiên cứu đúng, Cố Thiên Tinh nói, ta đã cùng Sơn Hải giới giới chủ thương lượng xong, sang năm đầu xuân cho cẩu qua cử hành hôn lễ, đi tới cửa quân thường tiếu kém chút ngã quỵ, sau đó một mặt sụp đổ nói, thúc, triều tịch hắn mới 12-13 tuổi, kết hôn có phải hay không có chút quá sớm, năm sau 14, vừa vặn trưởng thành, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu im lặng nói, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, thúc tốt nhất trưng cầu một chút triều tịch ý kiến, không có thương lượng cố thiên tinh nói nhất định phải thành hôn vì cái gì quân thường tiếu có chút không hiểu chính mình huynh đệ sinh tử chính vào võ đạo thăng kỳ đột nhiên thành gia lập nghiệp thế tất sẽ ảnh hưởng tiền đồ a hiền chất cố thiên tinh đi tới vỗ vỗ bả vai hắn nói ta không hy vọng nhi tử bước ngươi theo gót lời nói này để quân thường tiếu không hiểu cố thiên tinh đi ra đại điện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời biểu lộ nghiêm túc nói sinh linh muốn sống càng lâu nhất định phải nghịch thiên mà đi, tuy nhiên cuối cùng có thế toại nguyện, nhưng tương tự cũng sẽ nhận thiên đạo chế tài, từ đó mất đi sinh sôi năng lực, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu trầm mặt, có quan hệ thiên đạo chế tài sự tình, hắn nghe nói qua, mà lại cũng biết thực lực càng mạnh người, thai ngén đời sau tỷ lệ thì hội giảm xuống rất nhiều, ai, cố thiên tinh thở dài, nói, thúc chạy khắp thượng tầng vũ trụ, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau cùng mới lấy may mắn có nhi tử cho nên cẩu qua nhất định phải sớm làm thành hôn, sớm làm vì ta cố gia nối dõi tông đường, quân thường tiếu minh bạch, cố thúc chỗ lấy để triều tịch nhanh kết hôn, là thừa dịp tuổi tác còn nhỏ, không nhận thiên đạo chế tài lúc cho cố gia kéo dài hương hỏa, nhưng là, cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu, làm sao lại theo sau, hiền chất, cố thiên tinh nói, ngươi thành hôn cũng có mấy chục năm, đến bây giờ dưới gối không con, hẳn là có thể sâu sắc cảm nhận được bị thiên đạo chế tài thống khổ đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu kém chút thổ huyết, minh bạch, triệt để minh bạch, không cho triều tịch bước chính mình theo góp ý là sợ không thể sinh đẻ. Thúc, quân thường tiếu ngao gào to, ngài hiểu lầm, cố thiên tinh lại vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không cần qua giải thích thêm, dù sao thúc muốn hài tử cũng muốn mấy vạn năm, không phải, quân thường tiếu đang muốn giải thích nói, thúc, cố thiên tinh dựa đi tới, thấp giọng nói ta cái này có phương thuốc cổ truyền có muốn thử một chút hay không chẩm, chẩm chẩm quân thường tiếu lấy tay bưng bít lấy tráng ở trong lòng ngao gào to cảm tình tại thúc trong mắt ta mắt có không cái gì không cái gì chứng cho cố thiên tinh đem một phần cách điều chế nhét trong tay hắn nói bên trong dược tài vô cùng hy hữu có thể hay không tìm tới thì nhìn hiền chất tạo hóa chẩm, chẩm chẩm quân thường tiếu im lặng Hắn biết thuốc cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên chỉ có thể nhận lấy cũng cáo từ rời đi. Trên đường, tùy ý ném tại trong không gian giới chỉ, cũng ở trong lòng khẳng định nói, cái này phương thuốc cổ truyền ta không dùng được. Chương 1824, khoảng cách về nhà lại tiến một bước hà vô địch, bành, cố triều tịch một tay lấy môn đẩy ra, gầm thét lên, ta cự tuyệt, hắn đã theo quân thường tiếu trong miệng biết được, sang năm muốn và sửa mặt quái thành hôn, đương nhiên sẽ không đồng ý dù sao muốn tu luyện võ đạo muốn tham gia vũ trụ thánh chiến chung kết cự tuyệt vô hiệu cố thiên tinh đặt chén trà xuống nói cha cố triều tịch quát ta muốn tu luyện ta muốn trở nên mạnh hơn thành hôn sau không trở ngại ngươi tu luyện càng không trở ngại ngươi mạnh lên cố thiên tinh quay đầu nói nếu như ngại mang hài tử phiền phức cha cùng nương sẽ hỗ trợ chăm sóc chấm, chấm, cố triều tịch ôm lấy đầu tinh thần triệt để bại nhi tử Cố thiên tinh nghiêm túc nói, ta lão cố nhà cần ngươi đến khai chi tán dịp, lúc tuổi còn trẻ, hắn đối sinh sôi đời sau không có khái niệm gì, cũng là một lòng hướng tới võ đạo, có thể sống càng lâu, càng minh bạch kéo dài hương hỏa là trọng yếu cỡ nào, cậu qua còn nhỏ, sớm thành hôn liền sẽ không thụ thiên đạo chế tài, cho nên hắn hy vọng tại lúc còn sống, có thể nhìn thấy con cháu đầy đàn, ta không sẽ trở thành cưới. Cố triều tịch tông cửa sông ra hiển nhiên không thể nào hiểu được phụ thân nổi khổ tâm. Ai? Cố thiên tinh thở dài một hơi. Cố mẫu nói, hài tử dù sao còn nhỏ, có lẽ sang năm thì hiểu chuyện. Hy vọng đi, cặp vợ chồng già tuy là thượng tầng vũ trụ đứng đầu cường giả, nhưng vẫn như cũ có phàm nhân như vậy vì nhi tử không an lòng thái độ. Chấm chấm chấm. Từng ực, ừ, từng ực, vạn cổ tông trong phòng ăn. Cố triều tịch từng ngụm từng ngụm uống vào túy sinh mộng tử. Hắn rất bực bội, cần phải dùng tửu đến giải sầu ngồi ở bên cạnh còn có giả tinh thần, cũng rất bực bội, cũng tại từng ngụm từng ngụm uống rượu, một cái là quá khứ xoắn suýt, một cái vì hôn nhân xoắn suýt, giờ này khắc này miễn cường coi như đồng bệnh tương liên đi, bành, đột nhiên, quân thường tiếu một quyền tương giả đế đánh ra căng tinh, sau đó tiêu sái ngồi xuống, theo cố triều tịch trong tay cướp đi vò rượu, nói, ngươi mặc dù nhanh trưởng thành, nhưng bây giờ còn không phải uống rượu tuổi tác, lão ca, cố triều tịch buồn nói, ta không muốn trở thành cưới ta biết, quân thường tiếu phẩm một miệng túy sinh mộng tử, cố triều tịch nói, nếu không, chúng ta rời đi độ thiên giới A, lại dự định rời nhà trốn đi A, không đi, sang năm liền muốn và sửa mặt quái thành hôn A, ngươi đến cùng là không muốn trở thành cưới, vẫn là không muốn cùng thanh khâu lâm thành hôn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, câu nói này đem cố triều tịch hỏi khó, đúng vậy A, đến cùng vì cái gì, lão đệ. Quân thường tiếu nói, người ta thanh khâu lâm muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân phận có thân phận, điểm này không xứng với ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cố triều tịch không nói, tuy nhiên đã minh bạch, năm đó lần đầu gặp người quá dị, chỉ là cố ý tìm hạ nhân giả mạo, nhưng quả thực hoảng sợ ra tâm lý, cứ thế nhiều lần nhìn thấy thanh khâu lâm đều sẽ cho rằng nàng sửa mặt, người sống ở trên đời này, có lúc không thể quá bận tâm chính mình, còn phải hiểu được bận tâm người khác, vưu trí thân quân thường tiếu chân thành nói cố triều tịch nói lão ca đồng ý ta thành hôn ngươi hôn nhân đại sự ngươi làm chủ quân thường tiếu nói có điều hắn lại bổ sung nếu như là bởi vì tộc quần duyên cớ mà cự tuyệt hôn sự hoàn toàn không cần thiết dù sao ta biết cố triều tịch nói tẩu tử cũng không phải là loài người quân thường tiếu gầm thét lên tại nói ngươi vấn đề làm sao kéo tới ta ai Cố triều tịch đem cái cầm gối ở trên bàn, nói, ta thật hâm mộ lão ca, có thể cùng ưa thích nữ nhân thành hôn, không giống ta theo xuất sinh liền không có quyền lựa chọn, thúc cũng là suy nghĩ cho ngươi, ta biết, nhưng ta cùng thanh khâu lâm không có cảm tình a, à, cảm tình việc này. Hoa hồng đi tới, ngồi tại quân thường tiếu bên cạnh, cười nói, có thể hậu thiên bồi dưỡng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, cố triều tịch trầm mặt, quanh, ngay tại lúc này, căn tin đại môn bị bạo lực mở ra, chỉ thấy thanh khâu lâm dẫm lên hận trời cao, nộ khí đằng đằng đi tới, A nói, cố triều tịch, ta điểm này không xứng với ngươi, quân thường tiếu thấy thế, thức thời lôi kéo hoa hồng rời đi, không bao lâu, trong phòng ăn truyền đến phanh phanh tiếng oanh kích, táo bạo năng lượng từng cơn sóng liên tiếp, cả kinh đi ngang qua đệ tử gia đầu nổ tung, chuyện gì xảy ra, liễu uyển thi chạy tới, biết được cố trưởng lão cùng thanh khâu lâm ở bên trong, lập tức quay đầu trở về cao giọng tuyên bố buổi tối giờ cơm trì hoãn một canh giờ chấm 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 vù 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 cố triều tịch bị bạo lực gia đình lúc ngồi xếp bằng thiên cơ bí cảnh bên trong hà vô địch quanh thân không ngừng hiện lên tấn cấp chi thế hà sư đệ muốn đột phá tô tiểu mạc bọn người một mặt hâm mộ nói lý thanh dương cùng lục thiên thiên tấn cấp cần bút mực đến miêu tả hà vô địch hoàn toàn không cần thiết dù sao người từng trải xác thực nói làm đẳng cấp về không cường giả trừ phi đột phá kiếp trước không có đạt tới cảnh giới trước đó bất luận cái gì tầng thứ đều đơn giản một lần nữa kinh lịch một lần hô thuận lợi sau khi tấn cấp hà vô địch phun ra một ngụm trọc khí không có kinh hỉ cũng không có phấn khởi có thì là lấy tầm thường tâm đi đối đãi hà vô địch theo bí cảnh bên trong đi ra ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời hơi chút nắm chặt quyền đầu nói khoảng cách về nhà lại tiến một bước vô địch lúc này bên tai vang lên quân thường tiếu thanh âm thư đến phòng một chuyến chấm chấm chấm. Két, Hà Vô Địch đẩy cửa đi tới, Quân Thường Tiếu hai tay chụp cùng một chỗ, cười tủm tỉm nói, "Đột phá." Hà Vô Địch thấy thế, nhất thời khẩn trương, "Tông chủ, hắn khổ mặt nói, ta thật không có bí tịch, bổn tọa không phải tìm ngươi muốn bí tịch." Quân Thường Tiếu nói, "Mà chính là có kiện rất nghiêm túc sự tình hỏi ngươi, không phải muốn bí tịch." Hà Vô Địch nhất thời thở vào. Quân Thường Tiếu năm ngón tay đặt lên bàn quy luật đánh, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi đã là theo cao tầng thứ vị diện mà đến, cũng biết có biện pháp nào tiến vào vĩnh sinh chi địa A, nhìn trộm cao hơn thiên cơ tầng thứ, có thể thu hoạch đạp vào con đường vĩnh sinh tư cách, như thế liền có thể đi vào vĩnh sinh chi địa. Hà vô địch nói, không có biện pháp khác, không có, hà vô địch biểu lộ biến đổi, cả kinh nói, công chủ sẽ không tính toán diễn lại trò cũ, lén qua đến vĩnh sinh chi địa A, không, quân thường tiếu nói, người đọc sẽ nói ta lập tình tiết câu chương cái kia cũng không có cái gì đường tắt có thể đi. Hà vô địch nói, bổn tọa ý là. Quân thường tiếu nói, có hay không nhìn trộm cao hơn thiên cơ cảnh tầng thứ đường tắt, ta không lén qua đến vĩnh sinh chi địa, ta đi một cái khác điều đường tắt chuẩn được thôi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hà vô địch tại nói thầm trong lòng nói, có khác nhau sao, ê, hơi chút cân nhắc về sau, nói, tự hồ không có đi, hắn coi dám chuẩn xác cho khẳng định, dù sao thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ trời mới biết có hay không nhìn trộm tầng kia cảnh giới đường tắt đúng đột nhiên hà vô địch nhớ tới cái gì vỗ óc một cái nói nếu như trên đời này thật có nhìn trộm cao hơn thiên cơ cảnh giới đường tắt đệ tử duy vừa nghĩ tới là thất huyền hà quan phá tàn quyển nói như thế nào quân thường tiếu đem hỏi hà vô địch nói thất huyền tiền bối năm đó từng để xuống hào ngôn bảy bản tàn quyển bên trong phong tồn lấy chính mình đối thiên đạo cảm ngộ người có duyên như có thể tìm hiểu bên trong huyền bí, bất luận cái gì võ đạo hoang mang đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi ý là, nếu như bổn tọa lĩnh hội tàn quyển bên trong tồn tại ảo nghĩa, liền có thể nhìn trộm cao hơn thiên cơ tầng thứ. Quân thường tiếu nói, không tệ, Hà Vô Địch lời thề son sắc nói, chương 1825, kiếm quy cư, Hà Vô Địch nói, để quân thường tiếu tâm động, bởi vì kế thừa hiên viên giới, lại tại tinh hệ chính thức thi đấu cùng loạn lan lệ đủ để đại biểu sớm muộn sẽ cùng thiên ma hoàng cứng rắn, nếu như có thể mau chóng đột phá càng cao tầng thứ không thể nghi ngờ lớn nhất an. Nói trắng ra, quân thường tiếu vừa bước vào thiên cơ cảnh liền bắt đầu nghĩ tới cái cảnh giới, không phải vì tìm kiếm vĩnh sinh, mà chính là có tư bản đi cùng địch nhân chống lại. Nhưng là, Hà Vô Địch nói, đệ tử không đề nghị tông chủ hiện tại liền đi lĩnh hội tàn quyển, vì cái gì? Quân thường tiếu nói, bởi vì, Hà Vô Địch ánh mắt ngưng trọng nói, thất huyền tiền bối lưu lại tàn quyển, còn ẩn dấu đi bước vào thánh tôn huyền bí, vĩnh sinh chi địa bên trong tối cường cảnh giới sao. Quân thường tiếu nói, từng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu giật mình, mặc dù không có đi qua thế giới kia, nhưng có đẳng cấp phân chia, lại là mạnh nhất tầng thứ, khẳng định người người hướng tới, thất huyền thánh tôn đem chính mình đối đại đạo lý giải dung nhập tàn quyển, thậm chí ẩn tàng thánh tôn huyền bí, như thế thông thiên ngưu nhân có phải hay không là phụ thân ta hệ thống nói ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao bổn tọa minh bạch ngươi ý tứ quân thường tiếu nói lấy hiện tại cảnh giới đi lĩnh ngộ tàn quyển ảo nghĩa không bằng bước vào cảnh giới cao hơn đi lĩnh hội không tệ hà vô địch gật đầu nói thất huyền tiền bối lưu tại tàn quyển bên trong ảo nghĩa thuộc ở giữa thiên địa lớn nhất đại cơ duyên một khi bị lĩnh hội khẳng định liền không có tất nhiên phải dùng tại chính xác nhất thời điểm tỉ như đột phá đến thánh quân sau Hắn năm đó cũng nghĩ như vậy, thậm chí không tiếc vi phạm, cẩu thả, nguyên tắc đi đoạt tàn quyển, kết quả rơi cấp bậc về không hạ tràng, không đúng sao. Quân thường tiếu nói, nếu như bổn tọa lĩnh ngộ bên trong ảo nghĩa, có thể hay không trực tiếp bước vào thánh tôn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hà vô địch kém chút ngã quỵ, ta người tông chủ này, thật đúng là cảm tưởng A, à. coi như suy đoán này thành lập, thượng tầng vũ trụ cũng dung không được thánh tôn A, à. chấm chấm chấm. Hà vô địch rời đi về sau, quân thường tiếu đem bảy bản tàn quyển lấy ra thực hắn đã sớm biết bên trong ẩn chứa huyền cơ thậm chí mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới đều sẽ nhìn trộm kết quả toàn không thu hoạch xem không hiểu vẫn là xem không hiểu quân thường tiếu nghiên cứu một đêm ông đầu ngao gào lên hệ thống nói loại này ẩn chứa ảo nghĩa tàn quyển thì giống như tu luyện không chừng ngày nào cảm giác đến thì đần độn u mê lĩnh hội đây cũng thế quân thường tiếu từ bỏ lĩnh hội đem tâm tư đặt ở tông môn phát triển cùng đệ tử bồi dưỡng phía trên chấm 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 hưu hưu trong rừng trúc, kiếm quan nhanh như thiểm điện, bang, sơ qua, chu hồng thu kiếm vào vỏ, cúi đầu đứng ở lá cây phất phới hoàn cảnh bên trong, cực giống đệ nhất kiếm đạo đại sư, ba ba ba, bay xuống lá cây đột nhiên phân loại thành từng cái từng cái, kích thước cùng quy mô vừa vặn, liền giống bị cố định mấy công cụ thống nhất chia cắt qua, kiếm tiểu hồng miệng mở rộng, một mặt khó có thể tin tại bên cạnh nàng, đứng đấy tên lôi thôi lết thích lão già nát rượu, hắn hiếp mắt nhìn về phía chu hồng, trong ánh mắt đồng dạng nổi lên vẻ kinh ngạc, đừng nhìn người này có chút nhếch nhác, nhưng tại quy khư giới thậm chí cả giới đều lừng lẫy có tên, không sai, cũng là liền cố thiên tinh đều được tôn kính quy khư kiếm thánh, kiếm quy khư quanh thân không có có kiếm khí bộc lộ, nhìn qua tựa như một tên bình thường cao tuổi lão giả, tiểu tử, hắn trầm giọng nói, ai bảo ngươi lăng kiếm thần quyết, chu hồng có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối làm sao biết kiếm này quyết bớt nói nhảm kiếm quy khư nói trả lời ta là ai truyền thụ cho ngươi kiếm quyết này chính là ta vạn cổ tông độc môn bí tịch chu hồng nói đánh rắm kiếm quy khư gầm thét lên lăng kiếm thần quyết là ta sáng tạo ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chu hồng mờ mịt rõ ràng là ta tông môn võ học không phải nói mình sáng tạo cái này kiếm đạo đại sư có chút không biết xấu hổ hừ kiếm tiểu hồng nói khó trách bí tịch không, nguyên lai bị vạn cổ tông trộn, nàng vừa mới biểu hiện ra kinh ngạc, không phải là bởi vì Chu Hồng thi triển kiếm quyết lại nhiều xuất thần nhập hóa, mà chính là rõ ràng gia gia sáng tạo võ học, một ngoại nhân làm sao học được, kiếm cô nương, Chu Hồng nói, mời không nên ngậm máu phun người, với tư cách vạn cổ tông đệ tử, tự nhiên không cho phép bị chửi bới, trên thực tế đâu, tính toán, không nói, thuyết pháp người đọc hắc tâm thì tức giận, chỉ sợ lại phải chỉ cẩu thẳng cái mũi mắng ba ngày ba đêm. Cái này lăng kiếm thần quyết ngươi tu luyện bao lâu? Kiếm quy khư hỏi, hơn 30 năm, kiếm quy khư trừng to mắt, không có khả năng. Kiếm tiểu hồng nói, lăng kiếm thần quyết tuy là gia gia của ta lúc tuổi còn trẻ tâm huyết dân trào sáng tạo, có rất nhiều nơi không rất hoàn mỹ, nhưng sao lại để ngươi mấy chục năm thì lĩnh ngộ, không tin thì thôi. Chu hồng nói, tin, kiếm quy khư nói, Căn cứ kiếm quyết mất đi thời gian mà tính vừa vặn hơn 30 năm, cơ bản có thể khẳng định hắn không có nói láo. Gia Gia, kiếm tiểu hồng vẫn có nghi vấn nói, ta đều làm không được sự tình, hắn sao có thể làm đến. Kiếm quy khư cười nói, người kiếm đạo thiên phú tuy mạnh, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này so với ngươi còn mạnh hơn lại không phải là không có. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Kiếm tiểu hồng có chút không phục, vụn trộn trừng liếc một chút chu hồng, tiểu tử. Kiếm Quy Khư nói, ngươi đã có thế tu luyện lăng kiếm thần quyết, vậy liền chứng minh ngươi ta duyên phận, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, tu luyện kiếm đạo, không nguyện ý. Chu Hồng nói, vãn bối muốn về tông môn, thật làm cho quân tông chủ nói đúng, con hàng này luyện kiếm luyện thành ngu ngốc. Kiếm Tiểu Hồng thấp giọng nói, gia gia tại thượng tầng vũ trụ có thể xưng tối đỉnh cấp kiếm đạo cường giả, bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bái sư, hắn lại còn không nguyện ý, ta không ép buộc kiếm quy khư nhặt lên mặt đất lá cây, nói, ngươi có thể tùy thời rời đi, khư, lá cây bay tới, gặp thoáng qua, Slao Mò vận chuyển dưới, có thể thấy rõ, lá cây những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt xé rách ra vết rách, cái này giống như cũng không có gì đặc thù, phàm là bước vào tầm chân cảnh cũng có thể làm đến, lại làm cho Chu Hồng sửng người đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt nổi lên chấn kinh, rõ ràng chỉ là tiện tay vung lên, rõ ràng không có bạo phát kiếm khí lá cây theo bên người xẹt qua trong nháy mắt vì sao ẩn chứa một loại cực mạnh kiếm khí cường nhân có phải hay không hiếu kỳ vì sao không có có kiếm ý bạo phát lại có thể đem một mảnh lá cây ngưng tụ thành kiếm khí kiếm quy khư cười nói bái ta làm thầy nói cho ngươi đáp án ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chu hồng trên mặt hiển hiện, hiện xoắn suýt ngươi là thật ngốc a à. kiếm tiểu hồng nhìn không được đi đến bên cạnh hắn ra sức được ánh mắt nói còn không nhanh bái quy cư kiếm thánh vi sư A, Chu Hồng vẫn ở vào xoắn suýt trong trạng thái, mãi đến nhớ tới trước khi chia tay tông chủ cái kia chờ mong ánh mắt, lúc này mới chấp tay nói, vãn bối nguyện bái quy cư tiền bối vi sư, quỳ lạy làm lễ nha, kiếm tiểu hồng ngữ khí rất có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm giác, xin lỗi. Chu Hồng nói, tông chủ từng nói qua, ta vạn cổ tông đệ tử không quỳ thiên địa, chỉ lại phụ mẫu, kiếm tiểu hồng nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha cái này, thôi, thôi, kiếm quy Khư nói, không cần để ý lễ nghi phức tạp. hừ, kiếm tiểu hồng biểu môi nói, gia gia đây không phải thu đồ đệ, đây là thu cái đại gia. nói đến bối phận, kiếm quy Khư nói, hắn là đồ đệ của ta, cùng phụ thân ngươi cùng thế hệ, làm nữ nhi ngươi để ý nên xưng hắn một tiếng thúc bá. a, à, kiếm tiểu hồng nhất thời thì mắt trợn tròn. từ hôm nay trở đi, gặp muốn hô chu thúc. gia gia, ngươi không phải mới vừa nói không cần để ý lễ nghi phức tạp a à, hắn không quan trọng bối phận tuyệt đối không thể loạn chấm 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 vù vù thiên cơ bí cảnh tấn cấp chi thế điên cuồng hiện lên không sai lại có người đột phá lần này không phải đệ tử hạch tâm mà chính là tông môn cao tầng liễu ti nam bước vào nửa bước tình huống hội ở sau đó thời gian bên trong lần lượt xuất hiện bởi vì cậu thẳng bước vào thiên cơ cảnh ta giải thích một chút hệ thống nói làm ký chủ kẹt tại nào đó cảnh giới các đệ tử hội dậm chân tại chỗ, chờ hắn lúc nào vượt qua, đã từng chỗ cảnh giới lập tức suy yếu, cao tầng cùng đệ tử đột phá dễ như trở bàn tay, đây là cảnh giới tăng lên chi cẩu thẳng định luật, chương 1826, sử thi cấp thật là thơm, sư tôn, cực đạo động phủ bên trong, quân thường tiếu biểu lộ nghiêm túc nói, ngài liền đáp ứng đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, thông cổ chân nhân đưa lưng về phía hắn không nói, đồ nhi biết ngài truy cầu tự do tự tại, nhưng thêm vào vạn cổ tông, một dạng có thể ẩn cư sơn giả, không hỏi thế sự a. À. Quân thường tiếu nói ra, thông cổ chân nhân nói, vi sư có thể tới vạn cổ giới đã là to nhất nhượng bộ, ta biết, quân thường tiếu nói, thế nhưng là, không cần nhiều lời. Thông cổ chân nhân nói, ý ta đã quyết, ngươi trở về đi, ai, quân thường tiếu thở dài, ủ rũ rời đi, vù vù, hô hô hô, vừa đi ra động phủ, tông môn phương vị tràn ngập ra dồi dào tấn cấp chi thế, đại biểu có người sắp đột phá, tiểu tử, kỳ giả chân nhân buồn bực nói, nhà ngươi đệ tử tại sao lại muốn đột phá nửa bước thiên cơ, cái này lại chữ đủ để chứng minh, tấn cấp tình huống nhìn mãi quen mắt, xác thực nói, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, vạn cổ tông năm thì mười họa thì có tấn cấp khí thế tràn ngập, mới đầu kỳ giả chân nhân còn rất khiếp sợ đây, nhưng chậm rãi tập mãi thành thói quen, bất quá, trong lòng thủy chung có nghi hoặc, vừa vặn mượn cơ hội hội hỏi một chút, bởi vì, quân thường tiếu chân thành nói, ta tông có tấn cấp nửa bước bí quyết, xác suất thành công cao đến 10 thành, cẩu thẳng không phải đang nói phép, mà chính là nói đúng sự thật, chỉ cần thiên tư phương diện còn đi qua, chỉ cần nắm giữ đỉnh phong tầm chân cảnh tu vi, tiến vào thiên cơ bí cảnh nhìn trộn nửa bước bất quá thời gian vấn đề, cái gì bí quyết, kỳ giả chân nhân động tâm. Đối với một cái kẹt tại đỉnh phong cấp độ quá lâu người mà nói, nếu có biện pháp tấn cấp, khẳng định vô cùng chú ý xin lỗi quân thường tiếu nói phản bối không thể nói trừ phi thêm vào tông môn ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép kỳ giả chân nhân im lặng tiền bối cáo từ quân thường tiếu đang muốn chuẩn bị cất cánh trong sơn động truyền đến thông cổ chân nhân thanh âm như lời ngươi nói bí quyết xác định có thể đột phá nửa bước nếu có giả vì sao lại có người nhiều lần đột phá cẩu thẳng nói thông cổ chân nhân theo động phủ đi tới nói vì nghiệm chứng thật giả, vi sư quyết định thêm vào vạn cổ tông, quân thường tiếu đại hỷ. Sau đó, nhìn về phía kỳ giả chân nhân nói, tiền bối đâu, nguyện ý, kỳ giả chân nhân nhìn như bình tĩnh, nội tâm thì đang gầm thét nói, lão gia hỏa này rốt cục nghĩ thông suốt, vạn cổ tông gần nhất nhiều lần có đệ tử đột phá, hắn đã sớm kìm nén không được, không biết sao thông cổ chân nhân một mực không hé miệng, chính mình cũng không có khả năng mặc dày mày dạng thêm vào nha, đinh, đinh, con dấu phủ xuống làm xong thủ tục, đến tận đây, thông cổ chân nhân cùng kỳ giả chân nhân chính thức nhập bọn, trở lại vạn cổ tông về sau, quân thường tiếu lập tức tuyên bố, bổ nhiệm hai người vì thái thượng trưởng lão, có thể ở tại trong tông môn, cũng có thể ẩn cư sơn giả, thông cổ chân nhân cùng kỳ giả chân nhân dạng này đỉnh phong tầm chân cảnh, nói thật tại tông môn đã tính toán phổ thông, hoàn toàn không cần thiết kéo vào được, cẩu thẳng vì sao nhiều lần mời mời bọn họ thêm vào, bởi vì là sư tôn bởi vì từng trợ giúp qua chính mình, làm quân thường tiếu có thực lực tuyệt đối, đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa, huống chi, thông cổ chân nhân trước kia không ít giúp mình cổng nồi, bây giờ đã có năng lực, nhất định phải giúp hắn đột phá cảnh giới cao hơn, mọi người cũng đừng cảm thấy đây là tại cho cẩu thẳng tẩy trắng, trên thực tế, vô luận hạ giới vẫn là tại thượng giới, bình thường cùng hắn hữu tình nghị người cuối cùng đều được lợi, Hoàng Mỹ thuyết minh cái gì gọi là ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi. Chấm 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 thiên cơ bí cảnh thông cổ chân nhân cùng kỳ giả chân nhân xếp bằng ngồi dưới đất cảm thụ lấy bốn phía lưu giữ tại thiên cơ ảo nghĩa nội tâm nổi lên rung động càng mãnh liệt mãi đến thân ở cảnh hai người mới hoàn toàn minh bạch vì sao nhiều đệ tử như vậy năm thì mười họa đột phá nguyên lai cái này bí quyết quá kinh khủng thậm chí đem chính mình cả đời khó có thể lĩnh hội ảo nghĩa cho đơn giản hóa ngươi đồ nhi lại nhiều lần khuyên ngươi nhập tông ngươi không phải truy cầu tự do tự tại hiện tại hối hận đi kỳ giả chân nhân nói, tên tiểu hỗn đảng này, thông cổ chân nhân thở phì phò nói, có tốt như vậy võ đạo thánh địa, làm sao không nói sớm đi ra, thực quân thường tiếu cũng muốn ngã bài, không biết sao thuộc về tông môn bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, chính mình cái này làm tông chủ khả năng cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ, cho nên nói, cẩu thẳng tại chiêu mộ thành danh nhân tài phía trên, xưa nay không nói ta tông có cái gì ngưu bức bí cảnh cùng thiết bị, hoặc là dựa vào nhị nha cây roi đi cảm động hoặc là dựa vào liễu biển thi đồ ăn đi dụ hoặc còn tốt còn tốt kỳ giả chân nhân nói không tính quá muộn có ngày mấy bí cảnh tồn tại hai người lòng tin mười phần quả nhiên một tháng sau thông cổ chân nhân cùng kỳ giả chân nhân thuận lợi bước vào nửa bước thiên cơ cảnh làm cảm nhận được càng mạnh lực lượng nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống tới thẻ trên vạn năm hết được như nguyện không có thiên cơ bí cảnh phụ trợ hai người sợ rằng sẽ dậm chân tại chỗ mãi đến mang theo tiếc núi hồn quy cửu thiên đừng kích động quân thường tiếu nói cái này vừa mới bắt đầu không tệ thông cổ chân nhân ánh mắt kiên định nói còn có cảnh giới cao hơn chờ đợi chúng ta đi thăm dò thiên cơ bí cảnh không chỉ có dùng đến để võ giả đột phá nửa bước càng trọng yếu vẫn là đi nhìn trọng thượng tầng vũ trụ tối cao tầng thứ cho nên nó giá trị cũng không có bị hoàn toàn ép khô đột phá nửa bước cao tầng cùng đệ tử vẫn như cũ có thể lâu dài ở bên trong tu luyện mãi đến bước vào thiên cơ cảnh, còn nhớ đến sự thi nhiệm vụ vừa hoàn thành, chỉ cấp một cái bí cảnh, cẩu thẳng vẫn rất sụp đổ, hiện tại đến xem tuyệt đối có thể xưng sử thi cấp thật là thơm, gọi tắt là sử thật là thơm. Chấm chấm chấm. Tông chủ, công tôn trưởng lão đột phá, tông chủ, gian trưởng lão đột phá, tông chủ, long sư đệ đột phá, tông chủ, phu nhân đột phá, sau đó trong vòng nửa năm, vạn cổ tông cao tầng cùng đệ tử nhiều lần đột phá bước vào nửa bước thiên cơ nhân số một mực tại hiện lên phun giếng thức tăng lên. Đáng tiếc, hệ thống mặt bản phía trên không có đại biểu tông môn thực lực chiến lực trị số, nếu không muốn so nửa năm trước trọn vẹn tăng gấp đôi. Bẩm tông chủ, viên công tử nói, căn cứ thống kê, ta vạn cổ tông trước mắt có nửa bước thiên cơ cảnh 30 tên, ấn trước mắt phát triển tiến độ đến xem, dự tính nửa năm sau tổng đột phá nhân số sẽ đạt tới 50, không tệ, không tệ. Cẩu thẳng cười. Thiên cơ cảnh làm thượng tầng vũ trụ cảnh giới tối cao, cơ hội ít càng thêm ít, như vậy nửa bước thiên cơ không thể nghi ngờ là trước mắt đỉnh phong cấp bậc chủ lưu, vạn cổ tông trực tiếp nắm giữ mười mấy tên, vậy tuyệt đối có chút khủng bố, đánh cái so sánh, nếu như giờ này khắc này, từng xâm lấn thượng giới tinh linh giới đệ nhất hạm đội lại đánh tới, dù là gọi ra mười ngàn tên tầm chân cảnh cũng không đủ vạn cổ tông vài phút trà đạp, còn kém xa lắm, quân thường tiếu nói, Tinh linh giới rốt cuộc mạnh cỡ nào tạm thời không rõ ràng, chỉ có tận khả năng tăng lên tông môn thực lực. Đối phó loại này cấp bậc vị diện, cẩu thẳng tuyệt sẽ không đầu óc phát sốt đi đơn đấu, chỉ có dựa vào nhân số, dựa vào cảnh giới nghiền ép mới có niềm vui thú, lại cho chút thời gian, dựa vào trên ghế ngồi, quân thường tiếu một cái tay che mặt, biểu lộ giữ tận nói, bổn tọa hội xuất lĩnh ngàn vạn nửa bước thiên cơ buông xuống tinh linh giới, cao giọng hỏi bọn hắn một câu, có sợ hay không, khạch 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 kiệt, âm u tiếng cười quanh quẩn trong thư phòng, khiến đi ngang qua đệ tử rùng mình. Chương 1827, phát triển toàn diện vạn cổ giới, vạn cổ tông chỉnh thể thực lực tại tăng lên, vạn cổ giới phát triển cũng không có trì trệ không tiến, tại các tộc nỗ lực dưới, đã từng hoang phế vị diện rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đều là phát ra thiên địa thuộc tính dược tài, khắp nơi đều là quy cách rộng rãi kiến trúc, có thể nói sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh quân thường tiếu cũng bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau như thế nào phát triển làm sao hệ thống nói ký chủ dự định theo tông môn chảy qua độ đến vị diện chảy vạn cổ giới cùng vạn cổ tông cùng một nhịp thở bất kỳ bên nào tăng lên đều sẽ kéo theo lẫn nhau ta tự nhiên không thể nới trễ quân thường tiếu nói ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hệ thống không phản bác được lại nói quân thường tiếu nói chờ ta có nghi tử không được để lại cho hắn cơ nghiệp nha bởi vì cố triều tịch duyên cớ, cậu thẳng có chút bị kích thích, chính mình đã không có đầu thai bản sự, vậy cũng chỉ có thể cho đời sau mưu phúc lợi, nói ngắn gọn, ta làm không cường nhị đại, vậy liền để nhi tử làm, yêu cầu không cao, vừa ra đời trước hết vạn cổ tông thiếu tông chủ, vạn cổ giới thiếu giới chủ đi, vạn nhất nữ nhi đâu. Hệ thống nói, nam nữ một dạng, quân thường tiếu cũng là không trọng nam kinh nữ, chỉ cần là chính mình hài tử, nhất định phải cho cái dẫn trước người đồng lứa điểm bắt đầu, nếu như cậu thẳng thật có con gái, vậy khẳng định hâm mộ khóc người khác, đến thời điểm thì xem ai càng sẽ đầu thai. Đáng tiếc, hệ thống nói, không có năng lực này. chấm chấm chấm. Tông chủ, trong đại điện, Lý Thanh Dương đem vạn cổ giới địa đồ bày ra trên bàn, nói, đây là đệ tử vừa đo đạt đi ra. Vạn cổ giới thành trì quy hoạch cùng kiến trúc phần lớn từ hắn phụ trách, cho nên Lâm thời nhân vật khách mời vẽ bản đồ sư, từng quân thường tiếu gật gật đầu xem xét tỉ mỉ phía trên tộc quần điểm cùng thành trì điểm kéo lấy cái cầm nói một cái vị diện võ đạo có thể hay không hưng thịnh cần theo cơ sở nhất nắm lên truyền lệnh xuống mỗi cái tộc quần đều phải thành lập đối với võ đạo học đường căn cứ tuổi tác tiến hành phân cấp cần phải làm đến toàn dân tu võ theo quân tông chủ ra lệnh một tiếng tin tức lập tức truyền đến các đại tộc quần thậm chí còn có chuyên nghiệp học đường đẳng cấp phân chia tỉ như ấu võ học đường tiểu vũ học đường bên trong võ học đường cao võ học đường cùng đại võ học đường ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép hệ thống gầm thét lên cái này cũng quá tùy ý đi ta vui lòng quân thường tiếu ngay sau đó lại chế định kỹ càng học đường phân chia thành cấp nhất định phải phân phối cao võ đại võ học đường trấn cấp nhất định phải có tiểu vũ cùng trung võ thôn cấp nhất định phải có ấu võ học đường đương nhiên cái gọi là võ đường không ngừng tu luyện võ đạo đồng thời sát nhập thôn tính văn hóa đan đạo y dược chờ chương trình học từ đó làm đến đức trí mỹ thể cực khổ toàn diện bồi dưỡng tông chủ viên công tử im lặng nói một chút để các tộc nhóm xây làm nhiều như vậy học đường giáo viên lực lượng khẳng định theo không kịp a à, vấn đề không lớn quân thường tiếu nói có thể cho đệ tử làm thêm có lẽ là học đường kế hoạch áp dụng đi xuống nhiệm vụ bản theo sát trào lưu lần lượt có nội ngoại môn đệ tử tiếp vào kiến thiết học đường đảm nhiệm đạo sư nhiệm vụ mới kết quả là cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy từng đám đệ tử xuống núi tiến về các đại tộc quần, hiệp trợ học đường kiến thiết, cùng lâm thời làm đạo sư đến bồi dưỡng học sinh. Chấm chấm chấm. Với tư cách nhất giới chi chủ quân thường tiếu, có thể nói nói sao làm vậy, vẹn vẹn nửa vần trăng thời gian, các tộc nhóm, các thành trì học đường thì lần lượt kiến thiết hoàn tất, cũng bắt đầu tiến hành chiêu sinh, ấu, nhỏ, bên trong, cao, lớn, năm cái cấp bậc đối ứng năm cái tuổi trẻ, thời gian tu luyện vì 3 năm, dựa theo toàn bộ quy trình đi xuống, 3 tuổi hài đồng theo đại võ học đường tốt nghiệp vừa vặn 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp làm gì, căn cứ quân thường tiếu chế định đến tiếp sau kế hoạch, thiên tư bất phàm người có thể bị trực tiếp cử đi vạn cổ tông, thiên tư phổ thông thì có thể đảm nhiệm mỗi cái khu vực đạo sư, cùng dung nhập mọi ngành mọi nghề, nhìn đến đây, người tỉnh ngộ. Cẩu thẳng như vậy để bụng chế định võ học chế độ, mặc dù có lợi cho phát triển vị diện chỉnh thể thực lực, càng trọng yếu một chút thì là vì tông môn chuyển vận có thể kéo dài máu mới. Tất nhiên, một cái tông môn muốn trường thịnh bất suy, hậu bối nhân tài rót vào không thể thiếu. Nếu không, chờ cao tầng làm bất động lui khỏi vị trí về phía sau, các đệ tử lần lượt thế chỗ chức vụ, đệ tử người nào tới làm, còn có đồng phục. Quân thường tiếu nói, cần sửa cũ thành mới, tính toán thời gian. Vạn cổ tông đồng phục theo chế định cho tới bây giờ đã tiếp tục sử dụng mấy chục năm, phong cách tuy nhiên dẫn dắt trào lưu, nhưng thực sự có chút thẩm mỹ mệt nhọc, nhất định phải quyết đoán cải cách. Vì thế, quân thường tiếu lần nữa cầm đao thiết kế, ta vạn cổ tông đồng phục nhất định phải phong cách riêng, nhất định phải cho người ta một loại diễm lệ mà không kiêu căng, điệu thấp mà không xa hoa cảm giác. Cậu thẳng ngậm bút cẩn thận tự hỏi, xoát, xoát, đại bút huy động, khí thôn Sơn Hà. Ngày thứ hai, quân thường tiếu đem nhiều khoản bản thiết kế án giao cho viên công tử, mệnh hắn tìm may vá lấy thời gian nhanh nhất làm ra mấy trăm ngàn bộ tới. Lần này đồng phục thiết kế không còn như trên thay như vậy thống nhất. Mỗi cái trưởng lão ngọn núi, mỗi cái đường khẩu, thậm chí nội ngoại môn đệ tử đều có khác biệt phong cách, nhan sắc có đỏ, có tử, có lam, năm màu rực rỡ, đến mức đến cùng cái gì kiểu dáng, liền muốn đọc manga sư làm sao họa, cùng người làm sao não bổ, quyết định, quân thường tiếu nói, mỗi 50 năm thay đổi một lần đồng phục, Mới tới manga sư nghe vậy yên lặng xuất ra dao phay, tự hồ muốn tại chỗ chặt con chó này, dù sao đổi một lần đồng phục đều muốn một lần nữa lối suy nghĩ vẽ màu, tông môn hơn 100.000 đệ tử, tuyệt đối là đại công trình, người đọc hắc tâm, tại sao có thể có manga sư ngốc nghiêm mặt từng cái họa đây, nhân vật đông đảo ống kính bên trong hoặc là cùng vẽ, hoặc là phục chế dáng, chấm chấm chấm, lĩnh đồng phục u, trên ngọn núi, tô tiểu mạc lôi kéo cuốn họng hô, xoát, xoát, chúng đệ tử ào ào tiến về trước đại điện xếp hàng chờ cấp lĩnh đồng phục tử đường chủ ngay tại a tử chuẩn bị lĩnh đi linh thú đường chuyên chúc đồng phục lúc viên công tử đột nhiên ấn tại hắn trên mu bàn tay ngưng trọng nói mới đồng phục sử dụng chất liệu đắt vô cùng phàm là hư hao một kiện đem khấu trừ một trăm ngàn thú đan ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tử lân yêu vương khóe miệng co giật nhận lấy một nhóm đồng phục về sau trở lại linh thú phong đem ngưu lão bọn người gọi qua chống nạnh hét lớn, mới đồng phục mặt lên người bắt đầu từ thời khắc đó. Các người mẹ hắn nhất định phải dùng yêu mến chính mình sinh mệnh giống như đi yêu mến nó. Ai dám hư hao, nghiêm trị không tha. Vâng, từng cái nhận lấy. Chấm chấm chấm. Ban đêm tiến đến, tử đường chủ xử lý xong nội vụ sau trở lại phòng ngủ. Trước cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống mới tinh đồng phục. Sau đó dùng giá áo chống lên treo ở tủ quần áo phía trên. Sau cùng nhẹ nhàng đóng lại cũng khóa lại. Bổ sung, bên trong còn mang theo hai bộ may may vá vá lại ba năm đệ nhất đồng phục yêu mến đồng phục yêu đến loại trình độ này quả thực phát rồ a à, ầm ầm đêm khuya thời điểm đột nhiên có động tĩnh truyền đến đã ngủ say tử đường chủ sư một chút từ trên giường đứng dậy người bình thường bản năng phản ứng khả năng cho rằng phát sinh động đất cho nên trước tiên sẽ chạy ra khỏi phòng a tử cũng là làm như vậy bất quá chạy ra đến thời điểm vai khiên khóa lại tủ quần áo mãi đến đi vào khu vực an toàn xác định mới đồng phục bình yên vô sự, mới nhấc tay gạt đi cái tráng mồ hôi, nói, hù chết ta, ống kính chuyển một cái, linh thú đường trong nội viện, ngư lão bọn người toàn thiên tủ quần áo đang sát mồ hôi, đến mức vừa mới động tĩnh, đơn giản tô tiểu mặt cùng Lý Phi bọn người ở tại chủ phong diễn võ trường nửa đêm đá bóng tạo thành. Chương 1828, Thiên Ma Hoàng, vạn cổ giới tại có thứ tự phát triển, vạn cổ tông đệ tử tại có thứ tự tăng lên cảnh giới. Trong lúc rảnh rỗi quân thường tiếu thường xuyên ngồi ở trên ngọn núi, cảm thụ đột phá thiên cơ cảnh sau loại kia đối với thiên địa hoàn toàn mới lĩnh ngộ, rất huyền diệu, rất đặc thù, vĩnh sinh chi địa, đến cùng là cái dạng gì địa phương đây, lúc còn sống có thể hay không đi vào đâu. Quân thường tiếu khát vọng truy cầu lực lượng, tuy nhiên cảnh giới tăng lên toàn bộ nhờ bậc hắc, khác nghĩ xa như vậy. Hệ thống nói, vẫn là suy nghĩ hiện tại, làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi. Nói đến nhiệm vụ chính tuyến quân thường tiếu thì tức giận, nhiệm vụ tiến độ tạm ngừng thật lâu, dù là vũ trụ thánh chiến đấu vòng loại tiến nhanh cái kia mấy năm đều không có cái gì tăng trưởng, chỉ có thể ký thác chung kết, cầm xuống vô địch có lẽ sẽ có tăng lên. Cẩu thẳng lẩm bẩm, khó mà nói, hệ thống nói, loại này biến cố giới hạn tại tuổi trẻ thiên tài, phải cùng chế bá kéo không bên trên quan hệ, sửa, quân thường tiếu nói, tiếp tục sửa, hệ thống không có sinh khí, cũng không có gào thét, nói, theo ta thấy, ký chủ muốn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ổn thỏa nhất biện pháp cũng là xử lý thiên ma hoàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu rơi vào trầm mặt, cố thiên tinh tại nhắc đến cái kia gia hỏa lúc đều sẽ hiện ra kiên kỵ, nói rõ tại thượng tầng vũ trụ năng lượng rất lớn, nếu như chính mình đem giải quyết hết, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đây, nhìn tới, quân thường tiếu xoa xoa mặt, nói, dù là không có kế thừa hiên viên giới, ta cũng phải cùng hắn là địch đây, quân tông chủ, bên tai truyền đến thanh âm, minh chủ cho ngươi đi chuyến đại điện, hưu, quân thường tiếu theo vạn cổ giới về đến phòng bên trong, hồi đáp, biết, chấm chấm chấm, tinh hải minh đại điện, quân thường tiếu cất bước đi tới, giờ phút này, bên trong không chỉ có cố thiên tinh, còn có bành phó minh chủ các loại cao tầng, trên mặt bọn họ biểu lộ một cái sau một cái nghiêm túc, thúc, chuyện gì? Quân thường tiếu ngồi xuống nói, chính mình nhìn, Cố Thiên Tinh quăng ra một phong bức thư, đây là chiến thư, nội dung vì ba ngày sau, ta sẽ đến quý giới nhất chiến, lạc khoảng người, thiên ma hoàng, nhìn đến đây, quân thường tiếu biểu lộ đặc sắc, mới vừa rồi còn nghĩ đến cái kia gia hỏa, bây giờ thình lình nhi liền đến tuyên chiến, theo ta thấy, bành phó minh chủ biểu lộ nghiêm nghị nói, thiên ma hoàng đột nhiên đưa tới chiến thư, phải cùng con nuôi bị trà đạp không thoát khỏi quan hệ, cho nên, Cố Thiên Tinh nói, ta lo lắng hắn lần này đến đây, không phải khiêu chiến ta độ thiên giới, mà chính là nhìn về phía quân thường tiếu nói, khiêu chiến vạn cổ tông, không phải đâu, cẩu thẳng có chút sụp đổ, thiên ma hoàng loại này thuộc về đại cấp độ bốt tồn tại, bởi vì làm nghĩa tử bị khi phụ, thì vội vã vuốt tay áo ra sân, tiết tấu có phải hay không quá nhanh, tối thiểu nhất, cho ta chút thời gian phát dục A, à. hắn chỉ sợ sẽ là lo lắng ký chủ về sau cánh cứng không làm gì được, cho nên sớm giết tới đây. Hệ thống nói, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Quân thường tiếu im lặng, nhân vật phản diện một khi có ai quy, cái này còn thế nào chơi đâu. Tiểu tử, cố thiên tinh nói, nhanh mang theo ngươi người rời đi độ thiên giới. Thúc, quân thường tiếu đứng lên, biểu lộ ngưng trọng nói, thiên ma hoàng nếu như là bởi vì làm nghĩa tử bị ngược mà đến, ta với tư cách người trong cuộc làm sao có thể đi đây, đổi lại trước kia, đánh không lại khẳng định chuồng mất. Nhưng nơi này là độ thiên giới, thiên ma hoàng đến nhắm vào mình tìm không thấy người, khẳng định sẽ giận lây sang vị diện này, từ đó liên lụy cố thúc giờ phút này không phải xính anh hùng thời điểm thừa dịp cái kia gia hỏa không có tới trước mau mau rời đi cố thiên tinh thúc dục nói thiên ma hoàng cái này giả tâm bừng bừng thế hệ tuyệt không phải lương thiện thúc ta không biết một bên đi hắn thiên ma hoàng đã tuyên chiến ta vạn cổ tông tiếp chiến chính là quân thường tiếu thái độ vô cùng cường ngạnh một khắc này thì liền bóng lưng đều biến đến vô cùng vĩ ngạn lên ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cố thiên tinh im lặng, hắn vốn là muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng cùng cậu thẳng ánh mắt đối mặt, nhất thời bỏ đi suy nghĩ, sửa lời nói, thúc hội ủng hộ ngươi. Chúng ta, bành phó minh chủ các loại cao tầng đứng người lên, nói, cũng sẽ thẳng quân tông chủ, vạn cổ tông đệ tử đại biểu độ thiên giới tham gia vũ trụ thánh chiến, kiếm lấy đủ nhiều uy vọng, bọn họ tự nhiên hết sức giúp đỡ, không thể phủ nhận. Cậu thẳng có lúc tuy nhiên rất da rất tiện rất không biết xấu hổ, nhưng kết giao bằng hữu cũng không tệ, tối thiểu gặp phải nguy hiểm lúc sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà cái này, chính là nhân cách mị lực, chấm chấm chấm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trở lại vạn cổ tông về sau, quân thường tiếu vừa đi vừa về do dự lên, đừng nhìn tại tinh hải minh đại điện biểu hiện rất đại nghĩa, thực nội tâm hoảng một thất sợ lông, hệ thống nói, làm thì xong việc, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu khóe miệng co giật nói, không có lòng tin nha, hắn đột phá thiên cơ cảnh, dựa theo truyền thống nội dung quốc truyện, nhân vật chính cảnh giới tăng lên, tất có nhân vật phản diện đưa ngược, từ đó chế tạo thoải mái điểm, nhưng lần này tới không phải tiểu lâu la, tới là đại bốt, người nào chịu đựng được, nói ngắn gọn, quân thường tiếu không cho rằng lấy hiện tại tu vi có thể cùng thiên ma hoàng nhất chiến, trừ phi. Hắn dừng lại, ánh mắt ngưng trọng nói, người tới giúp ta thay đánh, cẩu thẳng to nhất đặc điểm ở chỗ bậc hắc tăng lên, mà to nhất ác chủ bài cũng là để hệ thống phụ thân giúp mình xuất chiến, bật hắc không được, tìm thay đánh, xin nhờ, làm người đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hệ thống nói, cái kia ký, ký chủ vẫn là chạy trốn đi, không phải nó muốn giúp đỡ, mà là mình một khi xuất hiện, liền sẽ cho thượng tầng vũ trụ mang đến khó có thể đoán trước nghiêm trọng phá hư, thậm chí nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ vận chuyển hệ thống, không nên không nên, quân thường tiếu xoa mặt nói, nhất định phải nghĩ biện pháp tại không có thế chạy trốn điều kiện tiên quyết, tại hệ thống không thể hỗ trợ tình huống dưới, ứng đối ra sao thiên ma hoàng là cái 10 phần khó giải quyết vấn đề. Chấm chấm chấm. Ba ngày sau, tiểu vũ kéo dài, không khí ngột ngạt, tinh hải minh đại điện bên ngoài, cố thiên tinh cùng một các vị cấp cao biểu lộ ngưng trọng. Ông, ông, bầu trời không gian như là bị quấy hồ nước giống như dập dần, khí tức âm trầm đã tràn ngập cả vị diện. Ở tại độ thiên giới sinh linh tâm thần rung rẩy càng những cái kia yêu thú, tự hồ dự cảm được có đại nhân vật muốn tới, ào ào quỳ trên mặt đất, ánh mắt đều là hoảng sợ, hưu, đột nhiên, gần sóng không gian bên trong bay đến lưu quan, đến, cố thiên tinh trong lòng bẩm không sai, cùng lúc đó, đứng ngạo nghễ tại trong vùng trời lưu quan nhược hóa, hiển lộ ra một tên mang theo mặt nạ, hất lên người áo đen ảnh, ngập trời ma khí tràn ngập toàn thân, dường như ma thần hàng lâm, tạch tạch tạch, không gian bích lũy khó có thể chịu đựng khủng bố ma khí, bắt đầu hiện lên đại quy mô vỡ tan vẹn vẹn khí thế liền có thể chấn vỡ không gian cái này khiến mang trong lòng tưởng tượng bành phó minh chủ đám người nhất thời khẳng định người đến hẳn là làm trên tầng vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật thiên ma hoàng cố minh chủ hắc ảnh âm u nói bản hoàng lần đầu tới thăm còn mời làm phiền chút ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép cố thiên tinh mày nhăn lại tới thiên ma hoàng mỗi nói ra một chữ đến đều ẩn chứa linh hồn tầng thứ thế công cái này khiến hắn rất cảm thấy áp lực, đến mức cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, đông, ngay tại lúc này, dằn giặc cầm âm vang lên tới, thiên ma hoàng theo thanh âm nhìn lại, liền gặp tinh hải minh bên ngoài trên ngọn núi, một tên nam tử trẻ tuổi ở trên mặt đất ngồi tại trước bàn tay khoác lên cổ cầm phía trên, cười nói, có bạn bè từ phương xa tới, chẳng phải nên mừng sao, tiêu tội kỹ cùng dạ tinh thần cốt play thư đồng bộ dáng đứng tại hai bên, ngươi là, vạn cổ tông tông chủ. Quân thường tiếu lạnh nhạt trả lời, nội tâm thì tạc hoảng, bởi vì đối phương tại nhìn mình lúc, khủng bố ma khí cũng đè qua đến, nếu không phải bước vào thiên cơ cảnh, còn có thể miễn cưỡng gánh vác, đổi lại trước kia chỉ sợ sớm đã phun máu ba lần, mẹ trứng, quả nhiên không phải tác giả thiết lập thì gặp bốt như vậy thỏa thỏa đại kết cục liền phải viết, chương 1829, trước đây chưa từng gặp chi cao cao thủ, thiên ma hoàng là thật mạnh, vẹn vẹn khí thế phóng ra ngoài, liền để quân thường tiếu rất cảm thấy áp lực, nếu như động thủ, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi, hắn mạnh mặt hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi, cẩu thẳng nội tâm mặc dù hoảng một thớt, nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, thật chính thể hiện một tên diễn viên tự ta tu dưỡng, thiên ma hoàng trong ánh mắt đầu tiên là hiện ra một tia ngoài ý muốn, chợt âm u cười nói, bản hoàng lần này đến đây, ý tại cùng cố minh chủ tỷ thí một chút, không nghĩ tới xảo ngộ vạn cổ tông tông chủ cũng coi như lẫn nhau hữu duyên đi, xác thực hữu duyên, đừng nhìn quân cẩu thẳng thủy chung đang mỉm cười, nội tâm lại đang gầm thét, con hàng này không phải tới tìm ta phiền phức, bởi vì cố thiên tinh cùng bành phó minh chủ bọn người suy đoán, quân thường tiếu thủy chung nhận định, thiên ma hoàng lần này đến đây là vì báo con nuôi bị ngược mối thù, cho nên sầu mi khổ kiểm vài ngày, kết quả. Tự mình đa tình, ha ha, hệ thống bị chọc cười, hiền chất, cố thiên tinh truyền âm tới, đã tới tìm ta, ngươi mau mau rời đi. Thiên ma hoàng không phải là bởi vì con nuôi bị ngược mà đến, chắc chắn sẽ không để quân thường tiếu tham dự. Hiện thực đâu, đã ra sân, mang theo hai tên thư đồng, đựng cao nhân đánh đàn. Thử hỏi, cái này còn thế nào rời đi? Cẩu thẳng tình huống bây giờ là, tại đứng đầu cường giả trước mặt trang cái gì, người đã đâm lao phải theo lao, cho nên dù là ngậm lấy nước mắt cũng phải trang tiếp. Ai? Quân thường tiếu lắc đầu nói, tinh hệ chính thức thi đấu phía trên, ta tông đệ tử liên tiếp đánh bại nhà ngươi con nuôi lăng lệ, bổn tọa cho là ngươi lần này đến đây là tới tìm ta phiền phức đây, con hàng này, cố thiên tinh tức giận đến đầu đều nhanh nổ, thiên ma hoàng đã tiêu đề là tìm đến mình phiền phức, hắn không phải hết chuyện để nói, không phải đang cố ý chọc giận đối phương sao, xác thực, quân thường tiếu chính là muốn hấp dẫn hỏa lực, dù sao đều ra sân, lui cũng không có khả năng lui, đem hết thảy phiền phức toàn chuyển di trên người mình, đến vì cố thúc làm dịu áp lực đổi lại trước kia quân thường tiếu loại hành vi này khẳng định sẽ bị mang theo không có thực lực còn con mẹ nó yêu tìm đường chết nhãn hiệu hiện tại đâu thì hai chữ trượng nghĩa vì cố thúc vì độ thiên giới vì thiên hạ thương sinh quân thường tiếu nguyện lấy suy nhược chi thân đối mặt chống trời cự nghiệp phần này tinh thần ta thật viết không nổi nữa quả nhiên chỉ đang tìm cố thiên tinh luận bàn thiên ma hoàng nghe đến cái kia gia hỏa nói lên tinh hệ chính thức thi đấu nhớ tới con nuôi không có đoạt giải quán quân ánh mắt dần dần hiển hiện tức giận rất tốt quân thường tiếu ám đạo chỉ có nhìn mình chằm chằm mới có thể trò siết diễn xong nhưng hỏa hầu tự hồ còn chưa đủ cần thêm chút chất dẫn đi có điều quân thường tiếu nói có sao nói vậy người cái này con nuôi rất chịu đánh bị ta tông đệ tử trà đạp nhiều lần còn có thể còn sống trở về cố thiên tinh cùng bành phó minh chủ bọn người sụp đổ con hàng này cho rằng thiên ma hoàng dễ tính mới dám dùng ngôn ngữ không kiên nể gì cả kích thích hắn. Há, xin lỗi, quân thường tiếu lại nói, có phải hay không bị tổn thương ngươi tâm? Ha ha, thiên ma hoàng cười một tiếng, nghe giống như rất tùy ý bộ dáng, nhưng tràn ngập sơn phong chung quanh ngập trời ma khí lại là đột nhiên đè qua tới. Quân thường tiếu vẫn ngồi tại nguyên chỗ, tay vẫn khoác lên trên dây, nhưng chen chút mà đến ma khí tựa như hồng thủy mảnh thú giống như lần lượt cọ rửa, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào thức hải cùng tinh thần phòng tuyến lung lay sắp đổ, phốt, sơ qua, phun ra một nguồn máu tới, tông chủ, tiêu tội kỹ cả kinh nói, dạ tinh thần thì là sát ý đại khí, kém chút cầm vũ khí giết đi qua, nhưng suy nghĩ một chút tông chủ đều gánh không được, chính mình đi qua cũng là đưa ngược, cho nên chỉ có thể nhiều lần đè xuống xúc động tâm tình, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhất định phải cứng rắn, đây không phải là mãn mà chính là đưa, hưu, ngay tại lúc này, thiên ma hoàng thu hồi ma khí, âm u cười nói có thể chống đỡ được bản hoàng tâm hồ chi lực người cái này vạn cổ tông tông chủ ngược lại cũng có chút năng lực khó trách hội bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử ưu tú tới quá khen quân thường tiếu nhất tay áo xóa đi khóe miệng chảy máu người này quá mạnh hệ thống nói ký chủ vạn vạn không phải là đối thủ quân thường tiếu nói đều là thiên cơ cảnh chênh lệch thế nào lớn như vậy nói nhảm hệ thống nói người ta đột phá bao lâu ký chủ đột phá bao lâu cái này muốn bước vào thiên cơ thì vô địch khẳng định không thực tế a à. tiểu gia hỏa thiên ma hoàng thản nhiên nói bản hoàng lần này đến đây chỉ vì cùng cố minh chủ luận bàn có quan hệ tinh không chính thức thi đấu sự tình không gặp qua hỏi ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép quân thường tiếu ở trong lòng ngao gào to cái này đều không mắc mưu thiên ma hoàng lại nói tinh hệ chính thức thi đấu tổ chức nhiều giới sớm đã có hoàn thiện quy định phàm võ người tham gia thua chính là tài nghệ không bằng người bản hoàng sao lại bởi vì con nuôi bị đánh bại mà tính toán chi ly, lời nói này, không có chút nào mau bệnh, đến mức hình ảnh trận pháp. Thiên ma hoàng nhìn về phía ngọn núi bên trên, ẩn tàng trong hư không trận pháp nói, không cần thiết khởi động, móa, lại bị hắn phát hiện, quân thường tiếu dám cốt play ra các lượng, dám để cho đệ tử cốt play thư đồng, không phải đang hát không thành kế, mà chính là sớm mệnh trận pháp đường bố trí hình ảnh trận pháp, thời gian thực bắt cảnh tượng trước mắt. Thiên ma hoàng loại này cấp bậc cường giả liều mạng chưa hẳn có tác dụng, nếu như tìm chính mình phiền phức, liền ngay trước hình ảnh trận pháp mặt chất vấn hắn, đã là luận bàn tính chất trận đấu, làm gì canh cánh trong lòng, nói trắng ra, cẩu thẳng đang đánh cược, thiên ma hoàng bận tâm thân phận, không dám ở hình ảnh trận pháp trước mặt làm ra quá phận sự tình tới, từ trước mắt đến xem, thật đúng là để hắn đoán đúng, nhưng đoán không đúng là, vốn nên thuộc về mình lời kịch, bị cái kia gia hỏa sớm cướp đi cũng tạo thành một loại người ta không chỉ có bận tâm thân phận, còn biểu hiện vô cùng rộng lượng cảm giác, ngược lại đem cẩu thận phụ trợ vì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cao thủ, quân thường tiếu nói thầm, trước đây chưa từng gặp chi cao cao thủ, hắn không cho rằng đối phương rất rộng lượng, cố ý đem chính mình chấn thổ huyết cũng là chứng minh, nhưng sau lưng làm một bộ, người trước làm một bộ, thỏa thỏa giảo hoặc hồ ly, áp lực, có chút lớn, cố minh chủ. Thiên ma hoàng nhìn về phía tinh hải minh, nói tại toàn bộ thương vân hệ người cũng coi như đại nhân vật bản hoàng hôm nay tự mình đến thăm có thể hay không cho chút thể diện luận bàn một chút chỉ là luận bàn đơn giản như vậy cố thiên tinh trầm giọng nói thiên ma hoàng nói nếu như bản hoàng may mắn thắng các ngươi độ thiên giới có thể cân nhắc quy thuận bản hoàng ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép cố thiên tinh đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này thiên ma hoàng tự mình đến thăm chánh thức mục đích chính là muốn trắng trợn chiếm đoạt độ thiên giới đều nói thiên ma hoàng có thống trị thượng tầng vũ trụ giả tâm hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền cố thiên tinh nói thiên ma hoàng cười nói thượng tầng vũ trụ theo sinh ra cho tới bây giờ đã không biết có bao nhiêu năm sinh linh phát triển quá tùy ý tư tưởng cũng quá khô khan là thời điểm cần phải có người đến chỉ dẫn bọn họ đi hướng phồn vinh hưng thịnh mà ta chính là cái kia chỉ dẫn người mấy chữ cuối cùng nói rất ngạo nghễ phản phất như là thiên tuyển chi tử cố thiên tinh nói luận bàn cố mổ phụng bồi tới cùng quy thuận ngươi thiên ma hoàng cái kia coi như cố minh chủ đây là muốn cự tuyệt thiên ma hoàng ánh mắt càng âm trầm hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng quân thường tiếu nói chuyện với nhau lúc trọng lượng dường như tùy thời muốn cởi bỏ khoác thân thể da dê xin lỗi vào lúc này quân thường tiếu nhiệm không được mở miệng xoát, thiên ma hoàng giơ tay lên ngập trời ma khí hội tụ lòng bàn tay lãnh đạm nói Bản hoàng cùng Cố Minh Chủ tại nói chuyện, người không có phận sự chớ có xen vào. Hưu đen như mực năng lượng đột nhiên nổ bắn ra mà đến, cường đại uy thế xé rách không gian, trình độ kinh khủng để quân thường tiếu trong mắt co vào, cũng ở trong lòng bi thiết, đại kết cục, vung hoa đi thôi. Chương 1830, thay đánh lên tuyến, quân thường tiếu xen vào nói, Thiên Ma Hoàng đột nhiên xuất thủ, toàn bộ quá trình phát sinh ở rất ngắn thời gian, căn bản không cho bất luận cái gì tránh né cơ hội. Xong đây là cẩu thạng đệ nhất tưởng niệm, vượt qua đến bây giờ, kinh lịch vô số mưa to gió lớn, duy lần này ngửi được là cường liệt nhất tử vong khí tức, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ta còn không có cho nhi tử đánh tốt cơ sở, cứ như vậy chết, thực sự không cam tâm, có lẽ còn tồn tại chấp niệm, có lẽ bản năng cầu muốn sống, tại đen nhánh năng lượng oanh vỡ hư không sắp đánh tới lúc, quân thường tiếu ở trong lòng hét lớn, hầu ca, cứu ta, ầm ầm, đột nhiên, sơn phong đột nhiên nổ tung khủng bố ma khí năng lượng gào thét bạo phát, không gian dần dần đổ sập lõm, dường như hóa thành một đoàn hắc động, quân tông chủ, bành phó minh chủ các loại cao tầng cùng kêu lên kinh hô, mãi đến cảm nhận được cái kia cổ lực lượng đáng sợ, Đội tâm bi thương đã bị rung lẫy bẫy thay thế, tên thiên ma này hoàng, khủng bố như vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, cố thiên tinh đứng ở tại chỗ, song quyền nắm thật chặt, quân thường tiếu tuy nhiên trộm hắn rất nhiều thứ, nhưng dù sao cũng là cẩu oa tông chủ, những năm này tiếp xúc cũng phát hiện người không tệ, bây giờ ở trước mắt bị oanh vết khẳng định khó có thể tiếp nhận, xin lỗi, thiên ma hoàng nói, bản hoàng không có khống chế tốt lực lượng, phá hư quý giới không gian hệ thống, cái này ngôn ngữ không chỉ có không có xin lỗi thành ý, còn đang cố ý khoe khoang tự thân thực lực, tự hồ nói cho cố thiên tinh, nếu như không phối hợp, hạ tràng thì cùng vạn cổ tông tông chủ một dạng, kinh người quá đáng, cố thiên tinh lửa giận đã không cách nào lại áp chế bản hoàng lần này tới chiến có chút đường đột như vậy đi trước cho cố minh chủ một tháng thời gian cân nhắc hy vọng đến lúc đó ngươi cùng độ thiên giới sinh linh có thể cho bản vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn lấy thiên ma hoàng thực lực hoàn toàn có thể thắng lợi dễ dàng độ thiên giới nhưng vẫn là lựa chọn lớn nhất ôn hòa biện pháp dù sao chỉ tại thống trị cả tầng vũ trụ mà không phải lấy huyết tinh phương thức trấn áp trừ phi đối phương không phối hợp tỉ như đã từng hiên viên giới thiên ma hoàng dứt lời quay người thì muốn ly khai, ta để ngươi đi sao, đột nhiên, táo bạo trong lỗ đen truyền đến thanh âm lãnh lệ, trong ngôn ngữ không có cảm tình, cũng không có BGM nhạc đệm, vẹn vẹn mấy chữ, trong nháy mắt đem bầu không khí phủ lên đến cực hạn, dùng một cái từ để hình dung, đó chính là bá khí lộ ra, thiên ma hoàng ngừng chân, kinh ngạc nhìn sang, tự hồ không nghĩ tới có âm thanh truyền đến, cố thiên tinh cùng bành phó minh chủ mấy người cũng một mặt khó có thể tin quay đầu, cũng ở trong lòng cả kinh nói, hắn không chết, là, quân thường tiếu không có chết, hắn cúi đầu từng bước một theo trong lỗ đen đi tới, vàng nhạt da hổ váy, mịn tóc đen, lông đều phân nhánh, thiên ma hoàng ánh mắt nổi lên cảnh giác, con hàng này nhìn qua tuy nhiên rất chật vật, nhưng thấu phát khí tức vô cùng quỷ dị, thật giống như tại lọc vào chính mình tất sát quanh kích sau biến thành người khác giống như, xoát, thiên ma hoàng lần nữa đưa tay, Ngưng tụ dường như đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng màu đen nói, bản hoàng vừa mới nhân từ hưu cường thế hắc ám trùng sáng phun ra đến uy lực so lần thứ nhất mạnh quá nhiều hiển nhiên muốn đem thời khắc này ý khiêu khích chính mình gia hỏa tại chỗ mạt sát lần nữa thanh minh thiên ma hoàng đến độ thiên giới cũng không phải là vì quân thường tiếu bởi vì trong mắt hắn người này cùng cái này vạn cổ tông không đáng giá nhắc tới các loại chung kết bắt đầu hơn 80 cái con nuôi đủ để đem giải quyết có điều đã có duyên gặp phải lại nhiều lần chọc giận chính mình sẽ không ngại thuận tay xóa sạch đi đây không phải phách lối, đây là thật có thực lực. Nếu như quân thường tiếu không phải tại thời khắc nguy cơ mở ra sau đó bật hắt sau cái thứ hai ác chủ bài, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đại kết cục, vung hoa đi thôi. Cái thứ hai ác chủ bài là, tìm người thay đánh, tiếp nhận hẳn phải chết nhất kiếp về sau, quân thường tiếu không có thay người, mà chính là đổi linh hồn, trưởng khống hắn thân thể là hầu ca, cái này hầu ca không phải đại thánh sáu trang bên trong hầu ca, là thiên uy bí cảnh bên trong cấp độ SSS anh linh tên đầy đủ vì đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh tôn ngộ không, đến cùng chuyện gì xảy ra, sự tình muốn theo quân thường tiếu đứng trước hẳn phải chết thời điểm nói lên, lúc đó hắn không cam lòng ở trong lòng hô to, thiên uy bí cảnh thần thoại bức tường phía trên, cầm cây gậy con khỉ ánh sáng lấp lóe hóa thành lưu quan xuyên phá bí cảnh, xuyên phá vị diện, rót vào giữa mi tâm, nói trắng ra, lần này tới cứu tràng không phải đại thánh sáu trang, mà chính là thiên uy bí cảnh bên trong thần thoại anh linh, đến cùng là duyên cớ gì, để cẩu thẳng tại thời khắc nguy cơ cảm động anh linh, đừng nóng vội, đánh xong sau giải thích, không có giải thích cũng là thường ngày quên, không cần nhắc nhở, sách ta cũng lười giải thích, cũng là như thế tùy hứng, hưu, đen nhánh năng lượng nổ bắn ra mà đến, không gian vỡ nát nghiêm trọng hơn, quân ngộ không thủy chung cúi đầu mà đứng, đối đánh tới táo bạo lực lượng nhìn như không thấy, thậm chí có rảnh rỗi tại lẩm bẩm, ta phượng sĩ tử kim quan đâu? Ta tỏa tử hoàng kim giáp đâu? Ta ngẫu ti bộ vân lý đâu? Quân thường tiếu linh hồn còn tại thể nội, cho nên hắn lựa chọn giữ yên lặng. Thôi, hầu ca đột nhiên ngẩng đầu, cái kia không phục thiên địa, không phục thần ma trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, chợt một tay đập vào trên lỗ tai, đột nhiên quất ra ánh sáng màu vàng chi vật, quét về phía vọt tới đen nhánh lưu quang, vù vù, hô hô hô, thiên địa rúng động, nhật nguyệt mất quang, ầm ầm, phốt, đặt mình vào tại tinh hải minh bành phó minh chủ đám người nhất thời bị một cổ vô cùng dữ dằn khí tức lộng hành quấy rối, ào ào áp chế không nổi sôi trào huyết dịch mà phun ra ngoài, thậm chí lão đảo lui lại hơn 10 bước, ánh mắt nổi lên hoảng sợ tới, cố thiên tinh còn có thể ổn định, nhưng sắc mặt dị thường khó coi, bầu trời phía trên, một đầu giống như rảnh trời vết rách hiển hiện, vốn là cường đại dị thường ma khí, bị một loại khác lực lượng áp chế gắt gao, mãi đến triệt để hóa thành hư vô. Cố thiên tinh bọn người ổn định tâm thần, lấy chấn kinh biểu lộ nhìn sang, chỉ thấy quân tông chủ đứng ở thiên ma hoàng trước người, trong tay nắm ánh sáng màu vàng kéo dài đến đối phương tráng trước, lưu quan dần dần nhược hóa, hiện ra diện mục thật sự, côn hình thái, hai đầu kìm quấn hoàng kim mảnh, trung gian tương tự ô sắc, phía trên điêu có long văn, có khắc phượng chữ triện như ý kim cô bổng, 13.500 cân, bị đè vào trên ót thiên ma hoàng, sững người đứng ở tại chỗ càng cảm nhận được cái kia rét lạnh khí tức, ánh mắt dần dần nổi lên vẻ hoảng sợ tới, ngươi có thể đi chết, quân ngộ không lấy trưởng kích phương thức đập vào vũ khí dưới đáy, kim cô bỗng nhất thời bị rót vào bạo tạc lực lượng, đột nhiên sinh ra quán tính xông vào, vô tình chọc thủng thiên ma hoàng tráng tráng, người bày ra một đám cuối cùng đại bốt là thực lực này, bành, ngay tại lúc này, bị xuyên thủng tráng thiên ma hoàng đột nhiên tại chỗ nổ tung, không có toát ra máu tươi đến, không có toát ra thịt xương đến, ngược lại hóa thành đầy trời màu đen thuộc tính cũng dần dần biến mất. Tiểu tử, bản hoàng nhớ kỹ ngươi, âm lãnh thanh âm tại thương khung quanh quẩn cũng càng yếu ớt. Ngoặc chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cố thiên tinh bọn người trong nháy mắt thì đoán được, đến độ thiên giới thiên ma hoàng tuyệt không phải bản tôn, mà chính là phân thân. Phù phù, đột nhiên, rơi xuống âm thanh truyền đến. Mới vừa rồi còn uy vũ bất phàm quân thường tiếu như bùng nhão giống như nằm trên mặt đất, hai mắt ra sức lực lên trên, khóe miệng phun sùi bọc mép, hai tay rút vào một chỗ rung rẩy kịch liệt, giống như bị kinh phong phát tác, trang vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia cái gì, chịu vô cùng tàn nhẫn nhất tác dụng phụ, vạn cổ mạnh nhất tông chi cẩu thẳng định luật 2.